Hôm nay thì em dọn kho lẻ một ít hộp của máy khoan pin các bác nha. Em sẽ có cái chương trình thanh lý xả kho giảm giá đặc biệt cho các bác, vừa bán vừa tặng, vừa bán vừa cho các bác nha. Đấy, hôm nay thì các bác cố gắng tiếp tục theo dõi hết video để có thể lựa chọn cho gia đình mình những cái mã sản phẩm ưng ý nhất trong cái buổi video ngày hôm nay. Bây giờ em sẽ lên từng mã và em sẽ báo giá cho các bác nhá. Đấy, các bác mà đặt mua thì các bác đọc cho em đúng tên nhá, đúng tên sản phẩm và đúng giá tiền. Trên này em sẽ gọi tên sản phẩm và giá tiền chính xác để cho các bác chốt đơn, không bị nhầm, không bị sai mãi nhá. Đây, đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác này. Ở đây sẽ là những cái vỏ hộp của máy khoan pin 5 cell. Đây, cái này em sẽ có 3 cái hộp này. Cái này gọi cho em là vỏ hộp khoan pin 5 cell. Đấy, màu xanh, gọi là màu xanh, giá 50k ở trong này á. Thì nó sẽ có nguyên một cái bộ combo như thế này các bác ạ. Đấy, nguyên một cái bộ combo nhá, nó sẽ rất là nhiều những cái chi tiết như thế này. Đấy, nguyên một cái bộ combo này các bác mua thường nó cũng đã là 50.000, 70.000 rồi. Đấy, hôm nay thì em sẽ tặng các bác là nguyên một cái hộp như này, có hộp đựng và có combo ở trong như này nhá. Thì sẽ là 50k một hộp nhá. Cái này gọi cho em là hộp khoan pin 5 cell loại màu xanh, có phụ kiện bên trong. Đấy, gọi đúng tên cho em các bác nhá. Giá cho em là 50k. Đây có đúng 3 hộp nhá, đúng 3 hộp thôi. Và cái hộp bên này này, cái hộp bên này nó cũng giống như vậy, nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó sẽ bị mất một cái tai mở này. Đây này các bác này, thường là bên dưới này đây nó có hai cái tai này. Cái này thì nó bị mất một tai nhá. Các bác đóng một tai thôi. Đóng một tai vẫn cứ dùng được bình thường các bác ạ, không vấn đề gì đâu. Đấy thì cái này em sẽ giảm xuống là nó còn có 30.000 thôi, còn có 30.000 thôi. Đấy, cái hộp này nhá thì nó sẽ có phụ kiện này, nó cũng có phụ kiện. Nhưng mà cái hộp 30.000 này thì nó lại không có cái con sâu bắn ốc các bạn, nó không có con sâu bắn ốc. Đấy, ba cái hộp bên dưới nó có cái con sâu này này. Đây, ba cái hộp ở bên dưới thì nó có cả cái con sâu bắn ốc ở chỗ khó như thế này. Đây, cái hộp này có này, đây để em xem. Hộp này nó cũng có này. Đây, ba cái hộp ở bên dưới thì nó đều có cả phụ kiện và con sâu bắn ốc nhá. Đấy thì là 50.000 một hộp này. Cái hộp 30.000 thì nó có phụ kiện như này thôi. Nó có một tai và nó không có con sâu bắn ốc. Đấy, các bác lưu ý nhớ cho em. Đấy, các bác mua cái là mình có thể chụp màn hình lại này. Đấy, đây là hộp 5 cell nhá. Tiếp theo sang bên này này, cái hộp này có đúng một cái duy nhất này. Cái hộp này gọi cho em là hộp bu lông đai vát này. Đấy, hộp của bu lông đai vát đây nhá. Cái hộp này để các bác đựng máy bu lông pin đai vát. Các bác có thể đựng bu lông các loại nhá, chứ không cứ gì phải đai vát đâu. Cái này của hộp của đai vát, nhưng mà các bác có thể đựng Hitachi hay là Makita là vẫn vừa. Giá 40k một hộp. Đây gọi cho em là hộp bu lông đai vát màu vàng, giá 40k này. Còn cái hộp này, đây, cái hộp này là hộp đai vát 5 cell. Đây, hộp đai vát 5 cell màu đen. Đấy, cái hộp này thì nó không có phụ kiện, nó chỉ có hộp như này thôi các bác nha. Hộp này gọi cho em là hộp đai vát 5 cell loại màu đen, giá 20.000 đồng thôi, rẻ quá. Đấy, là bên này nữa này. Bên này thì gọi cho em là hộp hộp 5 cell Matic nha. Hộp 5 cell của Matic giá cũng 20.000 thôi. Trong hộp nó sẽ như thế này này các bác này. Đấy, trong hộp nó sẽ như này. Những cái hộp này các bác sẽ đựng được những cái con máy khoan pin mà 10 ly pin 5 cell các bác nhá. Đây, cái hộp này các bác gọi cho em là hộp 5 cell của Matic loại không có phụ kiện. Đấy, giá cho em là 20k. Rẻ ơi là rẻ luôn. Nào lên tiếp cho em. Cái hộp này em có đúng một cái duy nhất này. Hộp này là hộp khoan pin 12V. Đấy, hộp khoan pin 12V nha các bác. Hộp máy khoan pin 12V này duy nhất một cái, giá 20k cho các bác luôn. Đấy, 20k một hộp này. Có đúng một cái thôi các bác nha. Còn cái hộp này, đây, cái hộp này thì cực kỳ là đẹp luôn. Cái hộp này là hộp của bu lông Macan. Đấy, gọi là cho em là hộp bu lông Macan, có đúng một cái duy nhất nha. Đấy, đây nó như thế này. Nó có cái miếng xốp này này để các bác đựng máy bu lông này. Một bên là thân máy pin sạc như thế này. Còn không thì các bác bỏ cái miếng xốp này ra, nó sẽ là một ngăn rộng như này nhá. Đấy, cái này gọi cho em là hộp bu lông Macan, có đúng một cái thôi, giá 50.000. Còn cái hộp này, đây, cái hộp này gọi cho em là hộp bu lông Hucan. Đây là của Hucan X1 các bác nha. Đấy, nó cũng hình thức nó cũng giống Macan, nhưng mà nó là của Hucan. Đây nó cũng có cái mảnh xốp này để các bác phân chia này. Đấy, bộ bu lông hút ở đây. Cái này các bác có thể dùng miếng xốp hoặc không dùng miếng xốp nha. Đây, cái này các bác gọi cho em là hộp bu lông Hucan X1, có đúng một cái thôi, giá 50k. Đấy, cực đẹp luôn ấy. Nào bên này, bên này có đúng một cái hộp của T-Box này các bác này. Đây để em xem nó là hộp của bu lông hay là của 13 ly đây. Cái hộp này á, nó sẽ là hộp của máy khoan 13 ly. Đây, máy khoan 13 ly, cái này là không muốn đi theo. Đấy, nó chỉ có như này thôi. Có cái mảnh xốp này cho các bác nha. Đây, các bác có thể đựng máy khoan 13 ly vào đây. Đựng thân máy 2 bi 1 sạc là được vừa.
Cái hộp này rất là đẹp luôn. Cái hộp này có đúng một cái. Cái hộp này gọi cho em là hộp 13 ly của T-Box. Hộp 13 ly của T-Box giá cho em 70.000 đồng đây ạ. Nào bên này sẽ là cái hộp của con Akuza này. Cái hộp này thì quá đẹp luôn. Hộp này quá đẹp luôn các bác. Cái hộp này gọi cho em là hộp 13 ly của Akuza. Nhưng mà cái này các bác nhìn cho em nhé, nó mất một cái tai mở nha các bác. Hộp Akuza này mất một tai mở nhưng mà nó vẫn chắc chắn và đẹp cực kỳ luôn. Đấy, đây, cái này mất một tai mở rồi. Cái hộp này là em định thanh lý các bác giá 70k vì nó rất chi là đẹp. Nhưng mà bây giờ em mới thấy này, nó bị mất một bên tai mở này. Mất một bên tai mở nhá. Nên là sẽ giảm giá thêm cho các bác. Cái hộp này thì quá là đẹp luôn. Đây, hộp này em sẽ chỉnh lại là 50k. 50k các bác nha. Đấy, hộp này có đúng một cái duy nhất thôi. Các bác gọi cho em là hộp 13 ly của Akuza nha. Giá là 50k một hộp này. Tiếp theo sang bên này sẽ là hộp máy cưa xích pin nha. 2, 4, 5. Có 5 cái hộp máy cưa xích pin. Đây, 5 cái hộp máy cưa xích pin. Giá 50k một hộp cho em. Đây, cái hộp máy cưa xích pin này. Hộp này các bác sử dụng để đựng máy cưa xích bằng pin các bác nha. Cái này các bác có thể mua về đựng máy cưa xích pin này, hoặc không thì các bác nó sẽ có hai lớp đấy ạ. Có hai lớp. Các bác cắt bỏ cái lớp bên trong này đi, nó thành một cái hộp rộng các bác đựng gì được. Đây có 5 hộp, gọi cho em là hộp máy cưa xích pin. Giá cho em là 50.000 một hộp này. À, cái hộp cưa xích pin nó sẽ có hai hộp, nó đâu bị mất một bên tai mở nha các bác. Đây mất một bên tai mở nhưng mà các bác dùng nó vẫn ok. Đấy, giá là 30.000 cho hai cái loại này. Cái này là gọi cho em là hộp cưa xích bằng pin, hộp cưa xích pin loại mất một khóa mở. Đấy, giá 30.000. Đấy, cái này do là em để hàng trong kho nên là một số hộp có thể nó hơi bụi bụi một chút, thì về các bác mà bác làm mà gặp phải những cái hộp bụi này thì các bác lau đi cho em một chút nha. Lấy cái rẻ ẩm lau cái là nó khô nó sạch luôn. Này. Đấy, còn đa số thì nó vẫn mới. Nào, bên này thì sẽ là hộp bu lông nha. Nào. Bên này là gọi cho em là vỏ hộp bu lông màu đen. 40k một hộp các bác nha, có 3 hộp này. Đây, hộp này là hộp đựng máy bu lông pin nhá. Những cái hộp này các bác đều đựng được đủ một bộ, có một thân máy, hai pin, một sạc là các bác đựng vừa. 40.000 một hộp này. Còn bên này nó có 4 cái hộp bu lông pin màu đen nhưng mà nó bị mất một tai mở. Đấy, tức là nó chỉ còn một bên tai thôi. Này, bên này nó mất một bên này. Nhưng mà các bác vẫn cứ dùng ok. Đấy, mất một bên tai thì em tính giá có 20 còn có 20.000 thôi. Đó, các bác gọi cho em là hộp bu lông pin màu đen nhá. Loại 2 tai nó sẽ là 40.000, còn loại mất 1 tai thì nó sẽ là 20.000. Đấy, giá thì rất chi là hời luôn các bạn. Đây, mỗi mẫu nó có 1-2 hộp thôi cho nên là các bác chốt là mình nhanh tay. Đấy, còn bên này thì em lọc ra là có một số hộp là nó bị vỡ như này thì là em sẽ tặng các bác. Đây, nào, đầu tiên nhá. Cái này em sẽ tặng các bác này, nó sẽ có hơn 10 cái được tính là tặng. Tặng không đồng cho những bác nào mà có đơn hàng ngày hôm nay. Đấy, em sẽ tặng cho mỗi bác một hộp. Bác nào mà thích tặng hộp số mấy các bác báo em. Nhưng mà sẽ tặng mỗi bác một hộp thôi nhá. Còn một bác thì không được tặng hai hộp, ba hộp. Bởi vì cái này tặng nhiều nó vào cái đơn hàng nó cồng kềnh là sẽ không gửi được hàng. Đây, nào em gửi các bác đây cái hộp này. Hộp tặng này là hộp tặng số 1 cho em. Đây, hộp tặng số 1. Các bác mà muốn, các bác mà ví dụ các bác nào mà có đơn hàng rồi mình muốn được tặng cái hộp là thì mình báo em. Đây là hộp tặng số 1 nhá. Nó sẽ là một cái hộp bu lông này này. Đấy, nó vẫn có hai cái tai mở hẳn hoi nhưng mà những cái hộp tặng này đa số nó sẽ bị dập. Đây, nó bị dập ít ở đây này. Cái hộp số 1 này nó dập ít đây. Nhưng mà nó không vào bên trong đâu các bác ơi. Nó không vào bên trong. Đấy, cái hộp số 1 này nó sẽ dập ít đấy thôi nhá. Đây là hộp tặng số 1. Cái này gọi cho em là hộp tặng số 1 này. Tiếp theo sang hộp tặng số 2. Đây hộp số 2. Cái này hộp số 2 nhá. Hộp số 2 thì nó sẽ mất hai cái bên khóa. Đây hộp số 2 là mất hai bên khóa rồi. Về các bác buộc dây lại nhá. Nó không bị vỡ đâu nhưng mà nó mất hai cái bên khóa mở rồi. Cái này là hộp số 2 cho em này. Cái này gọi cho em là hộp tặng số 2. Còn đây sẽ là hộp tặng số 3 nhá. Hộp tặng số 3 nó sẽ như thế này. Đây, hộp tặng số 3 này. Em sẽ đánh số này để các bác chọn số nào các bác báo nha em. Đây cái hộp số 3 để em xem nó bị lỗi cái gì nào. Đây hộp số 3. Thì cái hộp tặng này thì đa số là nó sẽ bị dập nhưng mà nó dập ít thôi thì em tặng các bác nha. Đây cái hộp số 3 nó dập ít ở chỗ này này các bác này. Đấy. Tiếp theo là hộp tặng số 4 này. Hộp tặng số 4 đây, nó bị dập ít ở chỗ này nhá. Nhưng mà các bác nhìn này nó không có bị hở vào bên trong đâu và các bác dán keo 502 vào là được. Đây cái này hộp tặng số 4 cho em, nó là một cái hộp đựng máy khoan 13 ly màu đen đấy ạ.
Nào, tiếp theo sẽ là hộp tặng số 5. Nó cũng là một cái hộp đựng máy khoan 13 ly màu đen luôn này. Đây. Đấy, hộp tặng số 5 đây nha các bác nha. Để xem nó bị lỗi ở chỗ nào đây. Đây, nó bị dập một ít chỗ này các bác ơi. Đây, dập ít chỗ này. Về các bác gắn keo vào, vô tư không vấn đề gì. Nào, tiếp theo sang đến hộp tặng số này là số 6. Đây, hộp tặng số 6 này các bác này. Hộp tặng số 6 nha. Đây, để em xem. Cái này thì nó sẽ bị thủng một ít ở đây. Đây, nó bị thủng ở chỗ này. Về các bác vá lại cho em này. Nào, tiếp theo sang hộp tặng số 7 này. Hộp tặng số 7 đây này các bác này. Đấy, hộp tặng số 7 đây nhá. Để xem nó bị lỗi chỗ nào đây. Cái hộp tặng số 7 này khá là đẹp đấy nhỉ. Đây, hộp tặng số 7 đây đây đây. Nó bị há một ít ở dưới đáy này. Đây, nó bị há ít chỗ này. Các bác đựng những cái đồ to nhá. Cái này đựng ốc thì nó sẽ bị rơi thôi. Còn đựng tô vít thì thoải mái. Nào, tiếp theo hộp đựng tặng số 8. Thủng một cái lỗ ở đây này các bác. Đây, đấy, thủng một lỗ nhỏ đấy. Về các bác vá lại em. Cái hộp này là hộp tặng số 8 nhá. Đây là số 8. Các bác đọc theo số cho em nhá. Nào, tiếp theo hộp tặng số 9 này. Hộp tặng số 9 này. Nhìn rất là dày dặn đẹp chắc chắn. Đây, hộp tặng số 9. Để em coi xem là nó bị lỗi lầm ở chỗ nào. Đây, các bác nhìn cho em nhá. Cái hộp này thì khá là đẹp luôn. Đây, hộp tặng số 9 này các bác này. Số 9 này. Đây, dập một chút ở đây nha các bác. Dập chút đây và các bác vá lại. Lấy keo mình gắn lại. Nào, hộp tặng số 10 ạ. Hộp tặng số 10 sẽ là một cái vỏ hộp 12V. Đây, một cái vỏ 12V. Dập một chút ở đây. Đây, để xem nó có vào bên trong không. Đây, nó bị ở cái góc này. Đây này các bác, về các bác gắn keo lại nhá. Đây là hộp tặng số mấy đây? Số 10 nhá. Đây là số 10 này. Nào, lên tiếp cho em này. Số 11 này. Hộp tặng số 11 đây các bác ơi. Hộp tặng số 11. Đấy, hộp tặng số 11 này. Đây, cái hộp này thì nó sẽ bị đây chỉ bị gãy một ít ở chỗ cái tay thách này thôi. Không vấn đề gì đâu, về các bác gắn keo lại. Đấy, thế là em sẽ tặng các bác 11 cái vỏ hộp. Tặng 11 cái vỏ hộp nhá. Bác nào có đơn hàng thì các bác muốn được tặng cái vỏ số mấy các bác báo em. Đấy, nhưng mà mỗi bác chỉ tặng cho mỗi bác một cái thôi nhá, không tặng hai ba cái. Đấy, bác nào có đơn hàng sẽ được tặng. Thi thoảng nó có một số hộp nó bị bụi bặm như này, về các bác lấy cái giảm các bác lau lại giúp em. Đấy, còn đa số thì nó vẫn là mới. Đấy, còn bên này nó sẽ có 4 cái vỏ hộp 13 ly này. Đây, cái vỏ hộp 13 ly là 50.000 một hộp nhá. Nó sẽ còn hai cái vỏ vàng và một cái vỏ xanh, một cái vỏ đen. Những cái vỏ này là để các bác được máy khoan 13 ly đấy ạ. Đây, cái này gọi cho em là vỏ hộp khoan 13 ly màu xanh này, 50k này. Vỏ hộp khoan pin 13 ly màu vàng nữa này. Đây, cũng 50k này. Những cái vỏ hộp này các bác đựng máy khoan pin 13 ly. Đấy. Vỏ hộp máy khoan pin 13 ly màu đen. Đây, giá cũng 50k các bác nhá. Đấy. Em có một cái đen, hai cái xanh. À đâu, một cái đen, một cái xanh và hai cái vàng. Đó. Rất là nhiều mã nhá. Các bác đọc đúng mã cho em. Đấy, đặc biệt là có 11 cái vỏ hộp tặng. Bác nào mà mua hàng thì mới được tặng nhá. Đấy, bác nào muốn được tặng cái số mấy thì các bác báo em nhá. Ray em sẽ lên cho các bác nhà mình một số mã máy khoan pin và chuyên vít pin của hàng Akuza, hàng chính hãng nha. Các bác nhìn cái mẫu máy của nó này cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn các bác ơi. Hôm nay thì sẽ có cái chương trình xả kho giảm giá đặc biệt, giá rẻ như cho tất cả các bác nha. Đấy, với cái sản phẩm hàng chính hãng như thế này này, em bao xài cho tất cả nhà mình làm thợ công trình cực kỳ là ok, tuyệt vời các bác ạ. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác nhà mình hai cái mẫu máy khoan pin đầu kẹp nha, đầu kẹp 13 ly. Các bác sẽ có hai sự lựa chọn cho em. Bên này sẽ là mã K1 và bên này thì sẽ là mã K2 nha. Đầu tiên thì là em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác nhà mình cái mã K1. Đây, khoan pin của Akuza mã K1. Với cái sản phẩm này, nguyên bộ này, các bác có một thân máy này, hai pin như này nha. Có một sạc này, một tay cầm phụ này. Và lưu ý cho em, mã K1 này thiết kế dòng pin cho bị thông dụng. Và pin của nó sẽ là quả pin châu, pin 15 cell luôn các bác ạ. Cực đỉnh luôn đấy ạ. Đấy, thì với cái mã này nha, nó có cả tay cầm cho các bác đây. Máy sẽ là máy không thử than này. Đấy, nếu như mà các bác làm thợ chuyên nghiệp, các bác chỉ cần nghe tiếng máy kêu thôi là đã thấy nó cực kỳ là chất lượng rồi đúng không ạ? Đấy, máy sẽ là máy 3 chức năng như này cho em nha. Đây, ở đây thì các bác sẽ điều chỉnh ở trên này, nó sẽ có chức năng là chức năng bắn vít này, chức năng khoan này, chức năng búa này. Đấy, các bác dùng chức năng nào các bác xoay cái chức năng đó về cái chiều tam giác mũi tên này nhá. Đấy, và sẽ có 20 cấp độ trượt như này này. Rất chi là mạnh luôn, và máy thì sẽ có đảo chiều các bác nha. Có đèn led soi sáng ở đây cho em này. Đầu máy sẽ là đầu Autolock 13 ly đấy ạ. Đầu Autolock 13 ly có khóa trục hàng chính hãng của Akuza, logo dập nổi như thế này cho em nha.
Đây, cái mẫu máy nói chung là hôm nay thì các bác sẽ mua được một cái mã sản phẩm đẹp về chất lượng này, cũng như là giá tiền rất chi là ok luôn. Đấy, với cái mã này thì các bác mua ngoài thị trường cái giá nó rất chi là mắc tiền nha. Hôm nay thì đến với trung tâm điện máy Ngọc Mai, các bác sẽ sở hữu được cái mã sản phẩm hàng cao cấp như thế này mà mức giá rẻ như cho rẻ như tặng luôn. Hôm nay thì em xin phép là xả kho cho các bác nhìn mình thanh lý với cái giá lỗ vốn. Đấy, thanh lý với giá lỗ vốn để thu hồi vốn nha. Các bác chốt thì mình nhanh tay đặt hàng. Mỗi mẫu thì nó có tầm vài bộ thôi các bác ạ. Mỗi mẫu có tầm vài bộ thôi, không có nhiều đâu nhá. Nên là bác là chốt thì mình nhanh tay này. Đầu tiên cái mã này là mã K1 thì em xin phép là sẽ thanh lý cho các bác với mức giá 1.750.000. Đấy, 1.750.000 các bác. Tính ra mà xem cái pin này của nó sẽ là dòng pin 15 cell nhá. Đấy, hai quả pin của nó sẽ là hai quả pin 15 cell luôn đấy. Đấy, pin cực trâu luôn cho em. Chốt đơn cái mã này các bác gọi cho em là khoan pin Akuza mã K1 loại theo 2 pin 15 cell với mức giá 1.750.000. Đấy, còn tiếp theo sang bên này em sẽ lên cho bác cái mã K2. Đây, các bác tham khảo cho em mã K2 nhé. Đây, rất chi là mạnh luôn các bác ạ. K2 này thì cái mức giá của nó sẽ hời hơn. Đấy, K2 thì nó thiết kế nó sẽ là pin 5 cell các bác nha. Pin 5 cell để cho những bác nào mà có nhu cầu muốn sử dụng những cái con máy khoan nhỏ gọn nhẹ nhàng ấy thì là các bác sử dụng mã này. Mặc dù nó là dòng pin 5 cell nhưng mà nó sẽ là hàng chân pin thông dụng các bác nha. Đấy, nó sẽ là hàng chân pin thông dụng cho nên là cái thân máy của con K2 này này lay may về kể cả các bác lắp vào cái quả pin 15 cell của con K1 là các bác vẫn cứ xài được. Bởi vì là nó là hàng chân pin phổ thông. Đấy, và máy của nó cũng vẫn là đầu Autolock 13 ly luôn các bác nha. Vẫn là đầu 13 ly, em nhấn mạnh cho các bác con K2 này nó vẫn là đầu 13 ly. Và đầu Autolock có khóa trục. Và các bác nghe cái tiếng kêu của máy này cực kỳ là êm ái luôn và siêu mạnh luôn. Các bác sẽ điều chỉnh được hai cấp độ nhanh chậm ở trên lưng máy. Đây, con K2 hay là K1 nó đều có điều chỉnh tốc độ trên lưng máy như này cho em nha. Và đảo chiều đây. Đấy, cái phần này sẽ là phần đảo chiều này. Tất cả nó đều là hàng chính hãng Akuza, logo dập lũ như thế này, máy cực đẹp luôn ấy. Đấy, con này thì nó sẽ điều chỉnh được 20 cấp độ trượt và có 3 chức năng như này nha. Có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Đấy, riêng cái mã K2 này thì em còn khoảng tầm độ 3 bộ nữa nha. Bác nào chốt mình nhanh tay. Đấy, xả kho giá lỗ vốn cho các bác với mức giá 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng các bác nhận về sẽ có một thân máy, hai pin và một sạc. Pin này thì lưu ý cho em là dòng pin 5 cell nhưng mà nó là hàng chân pin phổ thông. Đấy, bác nào mà muốn sử dụng pin trâu nhá thì các bác lấy K1, còn các bác muốn nhỏ gọn nhẹ nhàng thì các bác lấy K2. K1 và K2 nó đều khỏe như nhau các bác nha. Chỉ có điều là một con K1 thì sẽ thiết kế là pin trâu. Đấy, còn con K2 thì thiết kế là pin nhỏ gọn để phù hợp cho những anh em nào mình muốn làm nhỏ gọn nhẹ nhàng thì anh em mình có thể lựa chọn cho em. Đây, để em sẽ để hai cái máy sát nhau để cho anh em mình có thể tham khảo này. Đấy, cái mẫu máy nó sẽ là như này. Một mã K1 pin cực trâu và mã K2 siêu nhỏ gọn luôn cho em nhá. Đấy, các bác chốt lên đơn cho em là khoan pin Akuza mã K1 hoặc K2. Nhớ cho em là K1 là theo 2 pin 15 cell, còn K2 là theo 2 pin 5 cell cho em. Đây là hai cái mã máy 3 chức năng đầu Autolock 13 ly các bác nhá. Và bây giờ em sẽ lên tiếp cho các bác phía bên này sẽ là những con máy chuyên vít. Đây, dòng chuyên vít pin của Akuza như thế này cho em này, cực kỳ là mạnh luôn các bác ơi. Bình thường những cái mã khác thì ngoài thị trường các bác mua nó sẽ chỉ điều chỉnh được 2 cấp hoặc 3 cấp độ thôi. Nhưng mà riêng cái dòng chuyên vít của Akuza này thì các bác sẽ điều chỉnh được 4 cấp độ luôn. Đây này, điều chỉnh được 4 cấp độ như này cho em nha. Đấy, rất chi là mạnh luôn. Cái đầu máy của nó sẽ là đầu chuyên vít nha. Đây, giữ vít cực kỳ là chắc chắn và có hai đèn led như thế này. Đấy, các bác nhìn thế này, cực kỳ là chất lượng luôn. Cái con máy này thì nó siêu nhỏ gọn luôn. Siêu nhỏ gọn luôn, siêu nhỏ gọn luôn và siêu mạnh luôn nha. Đảm bảo là bao cho tất cả nhà mình làm thợ công trình và tất cả những cái mã này hôm nay nó đều có cái hộp đựng máy của hàng chính hãng Akuza cực đẹp luôn. Đấy, cái mã này các bác lên đơn cho em là chuyên vít pin của Akuza với mức giá thanh lý sập sàn, thanh lý giá lỗ lặng cho các bác với mức giá 1.650.000. Các bác nhanh tay lên đơn cho em là chuyên vít pin của Akuza với mức giá 1.650.000 thôi. Mức giá này em cam kết khẳng định các bác ngoài thị trường không bao giờ các bác mua được. Đấy, hôm nay số lượng có ít nên là em sẽ thanh lý cho bác giá này là giá lỗ nha. Giá lỗ vốn nặng luôn. Đấy, cái con Akuza chuyên vít này nó sẽ là dòng pin chân pin thông dụng như này. Pin của nó sẽ là pin 5 cell các bác nha. Nhưng mà với những cái quả pin của Akuza này này các bác, nó là hàng chính hãng, nó sẽ là những cái quả pin dòng xả cực cao luôn. Đấy, pin dòng xả cực lớn nha các bác, có thể phục vụ sử dụng máy mài không ngắt mạch luôn.
Đấy, bác nào chốt mình nhanh tay có thể đặt hàng cho em khoan đầu kẹp hoặc là khoan chuyên vít như này. Đấy, riêng cái dòng chuyên vít này thì nói thật sự các bác là các bác làm việc gì cũng được. Đấy, từ bắn tôn, bắn vít này, khoan gỗ này, đấy, bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình, làm việc gì cũng ok luôn. Đấy, mã này thì thật sự không ngon, không lấy tiền các bác. Hôm nay thì giá em đang thanh lý giá lỗ vốn nặng lề rồi, cho nên là bác là chốt mình nhanh tay nhá. Giá thị trường thì mình sẽ không mua được cái mức giá này, cho nên là hôm nay các bác đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì các bác hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn. Số lượng không có nhiều đâu các bác, số lượng không có nhiều nha, nó chỉ có bấy nhiêu đây thôi, chỉ có bấy nhiêu đây thôi, cho nên là các bác chốt thì mình hãy nhanh tay lên đơn đặt hàng sớm. Nhớ liên hệ trực tiếp em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình. Hôm nay thì em xin phép giảm giá sập sàn cho các bác cái lô máy chuyên vít của TLT, hàng chính hãng các bác nha. Đây là một con máy khoan đầu chuyên vít. Đây, cái đầu chuyên vít thì các bác dự vít cực kỳ là chắc chắn như thế này. Máy sẽ có 3 đèn led này. Máy không chổi than nha, sử dụng hàng motor từ không chổi than, và đặc biệt nó sẽ là hàng chân bi phổ thông, cực kỳ là tiện lợi luôn. Và nguyên một bộ sản phẩm này các bác nhận về sẽ bao gồm có một thân máy, hai pin và một sạc. Đây, pin sẽ là dòng pin châu pin 10 xem như thế này, thiết kế hàng chân pin phổ thông các bác nha. Và đi theo sẽ là một cái sạc bàn sạc nhanh này, kèm theo sẽ là một cái dây đeo máy này, nguyên hộp như thế này cho em, chuyên vít pin của TLT, hàng chính hãng. Với cái sản phẩm này các bác sẽ điều chỉnh được 3 tốc độ nhanh chậm này, máy sẽ có đảo chiều nha. Đấy, có đảo chiều và 3 đèn led soi sáng như này cho các bác này. Có đảo chiều đây nhá, đây là cái phần đảo chiều này các bác này. Hàng chính hãng lên là các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng rồi. Đây, em sẽ thử cho các bác này. Cái này nó đảo chiều này và sẽ điều chỉnh tốc nha. Đây sẽ là ở tốc 1 này. Đây, và các bấm cái phím vàng này lên tốc 2 này. Đấy, điều chỉnh ở cái phím vàng này các bác nha. Và lên tốc 3 này. Đó. Bình thường những cái mã khác thì ngoài thị trường các bác mua nó chỉ điều chỉnh được 2 tốc thôi, nhưng mà riêng cái mã này ngày hôm nay thì các bác mua được cái giá rất chi là hời và sẽ điều chỉnh được 3 tốc độ nhanh chậm ạ. Và em cũng nhấn mạnh luôn với các bác là cái bộ chuyên vít của TLT này, cái chất lượng và phụ kiện của nó sẽ tương ứng với cái con máy chuyên vít pin của Makita mà các bác vẫn mua ngoài thị trường nha. Đấy, thường thì các bác sẽ phải mua với mức giá 900-950, nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ tri ân tương tác cho tất cả những bác nào mà mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Các bác chốt đơn thì hãy gọi cho em là chuyên vít pin của TLT với mức giá rẻ sập sàn luôn, 699.000 đồng, quá rẻ luôn các bác nha. Đấy, cái mã sản phẩm này em xả kho cho các bác lỗ khoảng độ 200.000 một bộ. Đấy, bác nào chốt thì mình nhanh tay, nhanh tay đặt hàng là có đơn. Nó chỉ còn khoảng tầm độ 15 bộ. Đấy, còn khoảng tầm độ 15 bộ. Chốt cho 15 bác khách hàng là mà nhanh tay nhất là mình sẽ có cơ hội để sở hữu cái mã sản phẩm này với mức giá 699.000 đồng thôi. Rất chi là rẻ luôn. Đấy, bình thường ngoài thị trường một cái quả pin châu 10 xe như này các bác mua nó cũng phải tầm mức giá 300-350 rồi. Đấy, ngày hôm nay nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này mà mức giá có 699.000. Đấy, mức giá này mà các bác không chốt nữa thì thôi, tiếc cực kỳ là tiếc luôn các bác nha. Cơ hội ngàn năm có một đấy ạ. Đấy, mức giá này thì em khẳng định các bác là sẽ bao giá toàn thị trường cho bác, bao giá toàn thị trường cho các bác nha, không đâu rẻ bằng đâu ạ. Bác nào chốt thì mình hãy nhanh tay, cái này do là nó còn số lượng ít cho nên là em mới thanh lý cái giá này thôi, chứ bình thường là cái đợt sau lô hàng mới về nó sẽ không có cái mức giá tốt như thế này. Cho nên là hôm nay bác nào mình may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm, liên hệ trực tiếp em hai cái đầu số điện thoại trên màn hình để mình có thể alo điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin để lên đơn hàng. Đặt hàng các bác nhớ gọi cho em là máy chuyên vít pin của TLT nha, với mức giá 699.000 thôi các bác. Con máy này sẽ phù hợp cho tất cả anh em thợ chuyên nghiệp nha, sử dụng đi bắn tôn, bắn vít. Đấy, các anh em mà làm máy tôn chuyên nghiệp sử dụng con này là ok thôi rồi rồi. Đấy, rất chi là mạnh luôn, cực khỏe, cực mạnh và cực rẻ. Nhanh tay lên đơn cho em là chuyên vít pin TLT với mức giá 699.000 đồng. Hôm nay thì em sẽ lên tiếp tục cho các bác một cái mã sản phẩm giá siêu hời luôn các bác ạ. Hôm nay thì em ôm lô thanh lý ở công ty, nó có 200 cái mỏ hàn thiết nha các bác, mỏ hàn điện tử nha. Cái này hôm nay các bác chốt đơn cho em cái mỏ hàn xanh này, giá rẻ như cho luôn các bác ạ, phải nói rằng rẻ nhất thị trường. Đây các bác nhìn cho em nhá, chưa bao giờ mà có cái mức giá nào rẻ như thế này đâu. Cái giá này thì nói chung là công ty đang xả cho các bác cái giá lỗ vốn, cho nên là các bác nhanh tay. Đấy, đặt hàng các bác gọi cho em mỏ hàn xanh nhá. Đây là các bác nhìn cho em này, cái thông số kỹ thuật của máy này. Đấy, xài điện trực tiếp 220V nhá, công suất là 60W đây này. Cái nút màu vàng này này, cái nút màu vàng này nó sẽ là cái nút chỉnh tốc độ đấy ạ.
Đấy, cái này chỉnh cái độ nóng nha các bác nha. Các bác chỉnh tối đa lên tới là 450 độ đây này. Đây các bác nhìn cho em. Cực kỳ là xịn sò luôn. Khi mà các bác hàn nha các bác có thể là cảm nhận theo cái cảm nhận của mình hàn ở cái mức độ nào mà nó vừa phải. Đấy, cái này thì nó sẽ có cái nút chỉnh như này cho các bác. Đấy, cái đầu mỏ hàn này thì nó rất là tiện lợi luôn nhá. Xài điện trực tiếp 220V nên là về cứ thế là các bác xài thôi. Hôm nay thì mua được cái giá rất chi là hời và lại còn được nhận thêm phần quà tặng nữa. Mua 1 tặng 3 các bác. Đấy, hôm nay là em sẽ có chương trình mua 1 tặng 3 cho các bác. Tức là khi mà các bác mua một cái mỏ hàn xanh như thế này nhá, các bác sẽ được nhận về 3 cái phần quà tặng. Đầu tiên là các bác sẽ được tặng một cái túi đầu mỏ 5 cái như thế này. Để lấy mai các bác thay thế này. Và thứ hai nữa là em sẽ tặng cho mỗi bác là một cái cuộn thiếc nho nhỏ như thế này để về các bác xài nhá. Và tặng thêm cho các bác là một ít cái nhựa thông như này nữa này. Đấy, tức là các bác mua một sản phẩm mà được tặng 3 sản phẩm luôn. Đây các bác nhìn cho em này, một bộ là nó sẽ như thế này. Đây nhá. Đấy, sẽ có một mỏ hàn này, được tặng thêm một túi đầu mỏ 5 cái như thế này, tặng thêm cả thiếc này và chì hàn như này cho các bác này. Đấy, rất là đầy đủ luôn nha. Rất là đầy đủ như thế này này các bác ơi. Đấy, mà chỉ với mức giá bao nhiêu ạ? Rẻ lắm luôn các bác. Mức giá này nghe thì phải nói rằng là bác nào cũng phải giật mình. Đấy, hôm nay thì mức giá 99k. 99k để sở hữu một cái mỏ hàn điện tử cực kỳ là xịn sò như thế này nha các bác. Đấy, em sẽ có 200 bộ nha. 200 bộ dành tặng cho bác nào mình hôm nay mình nhanh tay nhất thì là mình sẽ có cơ hội để mua cái mỏ hàn này với mức giá 99k. Đấy, bình thường là các bác trước đây là các bác đang phải mua với mức giá là 150.000. Trước đây là các bác được mua mức giá là 150.000 nhưng mà nó không có được tặng kèm thêm những cái phần quà như thế này. Đấy, cái phần quà này của em trị giá hàng bao tiền rồi. Hôm nay là các bác đã mua được giảm giá sập sàn có 99k thôi mà lại còn được nhận rất là nhiều những cái quà tặng như thế này các bác nha. Đấy, giá rất là hời đấy, cho nên là bác nào chốt cái này mình hãy nhanh tay. Khi mà đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình để mình đặt hàng nhá. Lên đơn các bác nhớ gọi cho em là mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh tặng kèm chì hàn và nhựa thông, các bác nói rõ như vậy cho em. Đấy, chốt đơn cho em gọi là mỏ hàn xanh tặng kèm thêm chì hàn và nhựa thông với mức giá cho em là 99k. Quá rẻ quá hời luôn các bác ạ. Đấy, cái mỏ hàn này nhá thì là các bác sẽ tùy chỉnh được nhiệt độ lên, nó rất chi là tiện lợi luôn. Tùy chỉnh nhiệt độ lên tối đa là 450 độ C cho em. Đấy, cái này các bác mua về để hàn chì hàn thiếc nha. Các bác xài gia đình thì tuyệt vời rồi, hoặc là các bác thợ nha, nhất là các bác thợ điện tử thì dùng thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, đây là cái mỏ hàn xanh nhá. Ngoài cái mỏ hàn xanh này ra thì các bác có thể tham khảo thêm cho em những cái mỏ hàn đen như thế này. Đây, cái mỏ hàn đen thì hôm nay nó không có cái chương trình tặng các bạn. Mỏ hàn đen thì nó cũng rất chi là chất lượng nhưng mà hôm nay thì cái mỏ hàn đen thì nó không có chương trình tặng. Cái mỏ hàn đen này nếu mà các bác chốt thì giá của nó sẽ là 240.000. Đấy, cái mỏ hàn đen này thì nó sẽ không được tặng thêm chì hàn với nhựa thông nhưng mà nó sẽ được tặng thêm cái túi đầu mỏ 5 cái như thế này để các bác thay thế nhá. Còn nếu như mà bác nào mà muốn dùng cái mỏ hàn đen này thì các bác lên đơn xem là mỏ hàn đen. Giá của nó là 240.000. Cái mỏ hàn đen này này thì nó sẽ có tùy chỉnh nhiệt độ và nó có hiển thị số ở trên này cho các bác nhìn. Đấy, cái này nó có hiển thị số luôn thì các bác dễ chỉnh hơn. Còn cái mỏ hàn xanh thì nó cũng vẫn cứ ok. Đấy, các bác dùng cái lạng được màu xanh hoặc màu đen nhá. Để em nhấn mạnh các bác hôm nay thì cái màu xanh nó đang có cái chương trình giá rẻ mà lại còn được tặng quà nữa. Cho nên là các bác nhanh tay. Đấy, lên đơn cho là mỏ hàn xanh là 99k. Mỏ hàn đen thì sẽ là 240k các bác ạ. Đấy, giá rẻ, giá rẻ, giá hời ơi là hời luôn. Bác là chút thì mình nhanh tay nhá. Đấy, phần quà tặng như thế này cho em. Đấy, mỗi một cái mỏ hàn xanh này tặng kèm thêm chì hàn nhựa thông và cái túi đầu mỏ 5 cái như này nha. Còn mỏ hàn đen thì lưu ý cho em là chỉ được tặng túi đầu mỏ thôi, không tặng kèm thêm chì hàn nhựa thông đâu. Đấy, mức giá rẻ bất ngờ cho tất cả các bác nào may mắn theo dõi được trực tiếp video. Các bác hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Và đây là những cái mỏ hàn thiếc các bác nha. Ngoài những cái mỏ hàn thiếc này ra, hôm nay thì bên em cũng có cái chương trình xả cho các bác. Ở đây sẽ là cái lô máy hàn que, máy hàn một chức năng nhá. Máy hàn của Hukan. Cái mẫu này là cái mẫu có hộp nhựa các bác. Đây, mẫu có hộp nhựa như này. Mỗi một bộ máy thì nó sẽ đựng trong một cái hộp nhựa như thế này. Rất chi là đẹp và chắc chắn cho em. Các bác xem này, nguyên một bộ sản phẩm này nhá thì nó sẽ có một cái hộp nhựa máy đựng máy này, một máy này. Đấy, và đi theo máy thì nó sẽ được tặng kèm thêm là một đôi găng tay. Đấy, các bác được tặng kèm thêm là một đôi găng tay như thế này cho em nhá. Và tiếp theo sẽ là có dây hàn này, kìm hàn kẹp mát này. Đấy, đủ bộ luôn. Và được tặng kèm cho các bác ở đây là nó sẽ có 5 cái que hàn. Đấy, tặng kèm các bác là 5 cái que hàn nha. Và tiếp theo thì sẽ là có cái dây để đeo máy như thế này này. Và có cả cái kính như này nữa nha.
Tiếp theo còn có cả cái búa gõ rỉ cho các bác đây. Có cả cái búa gõ rỉ như thế này. Đây, cái máy hàn này là máy hàn của Hukan, hàng chính hãng đấy các bạn. Máy chuyên hàn que, model là MMA 200mm. Đấy, cái này thì các bác nhìn cho em này. Con này thì nó nhỏ gọn nhá. Con này nó nhỏ gọn lắm đấy ạ. Đây, cái mặt trước này có cả đồng hồ báo cho các bác đây nha. Và cái mặt sau này, đây mặt sau nó sẽ như thế này. Có công tắc tắt mở này và có quạt đóng mát như này. Cái mỏ cái máy hàn này thì các bác gọi cho em là máy hàn của Hukan, loại có hộp nhựa nha. Đấy. Bác nào mà ưng cái mẫu máy hàn này thì là các bác lên đơn cho em, cứ gọi cho em là máy hàn của Hukan loại có hộp nhựa nha các bác nha. Và đây thì là những cái quả pin châu 15 cell của Drama pin chính hãng các bác nha. Hôm nay thì bên em có cái chương trình xả kho giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình đối với cái lô pin này. Đây là quả pin châu 15 cell cực kỳ là tiện lợi luôn các bác ạ. Thiết kế là hàng chân pin phổ thông pin dòng xả cao nha. Và em sẽ quay chi tiết cho các bác nhà mình cái mã pin này. Với cái mã pin này thì đã rất là nhiều bác đã tin dùng và sử dụng rồi, chất lượng của nó cực kỳ là ok. Và hôm nay thì các bác sẽ mua được cái mức giá rất chi là hời. Đấy, cái pin này nó còn cái đèn báo pin ở đây, có đèn báo pin ở phía sau pin này cho các bác nha. Hàng chân pin phổ thông, đa năng và tiện lợi nha. Với những cái quả pin này thì các bác mua về mình sẽ lắp vừa được cho tất cả những cái thân máy trên thị trường, những cái thân máy mà thiết kế hàng chân pin phổ thông. Chân pin phổ thông là chân pin hai cạnh và khoảng cách nhau là 4cm các bác ạ. Hôm nay thì với mức giá xả kho giảm giá sập sàn cho các bác, đây là một cái mã sản phẩm em sẽ bỏ ra để em tri ân tương tác cho tất cả các bác khách hàng nhà mình. Hôm nay thì em sẽ chấp nhận xả kho với giá lỗ vốn cho các bác nhà mình luôn nha. Đấy, bình thường với một cái quả pin châu 15 cell như này các bác mua ngoài thị trường với mức giá tầm 350 cho đến 400 nghìn một quả nha. Là với là những cái mức giá rẻ chứ chưa nói đến những cái lời mà người ta bán với cái giá cao hơn. Đấy, hôm nay thì bên em sẽ xả cho các bác cái mã sản phẩm này với mức giá chỉ có 270.000 đồng thôi các bác nha. 270.000 đồng thôi, mức giá quá rẻ, giá quá hời luôn. Và số lượng nó cũng không có nhiều đâu nha. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác hãy nhanh tay. Đấy, với những cái mức giá rẻ như thế này thì các bác lên mua hẳn 3 quả, 5 quả về mà xài, em nói thật sự luôn. Đấy, không phải lúc nào mình cũng có cơ hội để mua được cái hàng giảm giá như thế này đâu các bác ạ. Cơ hội ngàn năm có một nha, cơ hội chỉ đến một lần thôi, không bao giờ đến lần thứ hai. Cái hàng này nó là hàng chân pin phổ thông nên là nó tiện lợi lắm. Các bác mua về dùng được cho tất cả các loại thân máy, những cái thân máy chân pin thông dụng, kể cả thân đèn, thân quạt các bác xài vẫn cứ ok luôn. Vì nó là dòng pin châu, pin 15 cell chứ không phải pin 10 cell đâu các bác nha. Cái giá này thì em nói thật sự các bác là mua nó còn rẻ hơn cả cái quả pin 10 cell ngoài thị trường rồi. Đấy, hôm nay bỏ ra 270.000 để có thể sở hữu được một quả pin châu pin 15 cell như thế này. Và hàng pin chính hãng của Drama các bác nha. Bác nào chốt pin nhanh tay lên đơn. Cái này em có ngoài những cái quả pin này ra thì em sẽ có cả những cái sạc, sạc bàn hay là sạc adapter là cũng có. Đấy, mức giá thì nó cũng chỉ có mấy chục nghìn một cái sạc thôi là cũng có. Bác nào mà muốn mua cả sạc thì có thể báo nhân viên nhà em sẽ tư vấn và lên đơn cụ thể cho các bác nha. Đấy, bác nào chốt thì mình nhanh tay nha. Nhanh tay liên hệ trực tiếp em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình để mình có thể sở hữu cái sản phẩm này. Nhớ lên đơn cho em là pin châu 15 cell của Drama với mức giá chỉ có 270.000 đồng. Và em sẽ quay chi tiết cho các bác nhìn kỹ thêm một lần nữa về cái sản phẩm này. Đã hệ riêng cái mã này ngày hôm nay thì cái mức giá của nó quá hời, giá quá tốt luôn. Bác nào mà bỏ qua cái mã sản phẩm này thì thôi, tiếc cực kỳ là tiếc luôn. Hàng chính hãng mà giá rẻ sập sàn cho tất cả các bác nhà mình nha. Lên đơn cho em là pin châu 15 cell của Drama giá chỉ có 270.000, quá là rẻ luôn các bác ạ. Hôm nay em có một cái chương trình tri ân giảm giá đặc biệt cho tất cả các bác nhà mình. Chương trình mua 1 mà tặng 10 các bác nha. Hôm nay thì trong kho của bên em còn khoảng độ tầm 50 bộ máy mài chỉnh tốc của Hukan. Hàng chính hãng các bác ạ. Một cái con máy mài cực kỳ là đẹp và chắc chắn hàng cực kỳ là chất lượng để phục vụ cho tất cả anh em thợ. Và với cái sản phẩm này thì đã được gửi tới tay rất rất nhiều các bác khách hàng rồi. Bác nào mà đã xài thì các bác cũng đều cực kỳ là yên tâm và khen phản hồi chất lượng rất là tốt các bác nha. Hôm nay là do số lượng trong kho nó còn ít cho nên là em sẽ sale giảm giá sập sàn cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Chương trình mua 1 tặng 10 cho em và với cái mức giá cực sốc, giá cực hời để phục vụ cho các bác. Bác nào có nhu cầu mình hãy nhanh tay nha, nhanh tay liên hệ trực tiếp em để em sẽ gửi cho các bác một cái con máy mài hàng ngon bổ rẻ nhất trong cái buổi video ngày hôm nay. Đó, và ngày hôm nay thì em sẽ bỏ ra những cái lưới cắt sắt của HD này. Rất là xịn sò này, đẹp và chắc chắn như thế này cho em nha. Với những cái viên đá cắt sắt của HD đá một tấc như này,
dày dặn đẹp và chắc chắn. Đấy, các bác ra ngoài thị trường mua với mức giá 10.000 một viên. Đấy, hôm nay thì các bác hãy mua những cái con máy mài chỉnh tốc của Hukan như thế này. Thiết kế là hà công tắc bóp nha, máy chuôi dài này. Đấy, với cái sản phẩm này các bác chỉ cần cầm nó lên tay thôi đã thấy cực kỳ là ưng ý luôn. Máy sẽ điều chỉnh được 6 cấp độ nhanh chậm. Và đặc biệt các bác lưu ý cho em, đây là hàng chính hãng nha các bác. Hàng chính hãng của công ty, cho nên là các bác cứ yên tâm, nó sẽ là hàng dây đồng ruột dài. Và công suất cực đại lên tới là 950W nha. Các bác xài điện trực tiếp 220V. Một cái mã sản phẩm hàng ngon bổ rẻ nhất ngày hôm nay để các bác có thể mua về mình xài gia đình này, hay là xài anh em thợ công trình cũng vẫn cứ ok, tuyệt vời các bác ạ. Hôm nay thì em sẽ chiên giảm giá cho tất cả các bác nhà mình chỉ với mức giá 450.000 đồng thôi. 450.000 đồng thôi, nhưng các bác sẽ được hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc. Và nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Đặc biệt hôm nay bác nào mua một bộ máy mài chỉnh tốc của Hukan thì em sẽ gửi tặng kèm cho các bác, mỗi bác là được tặng 10 viên đá cắt sắt của HD. Đó, 10 viên đá cắt sắt của HD ra ngoài thị trường các bác mua đã phải mất 100.000 rồi. Hôm nay được tặng kèm theo 10 viên đá cắt sắt của HD các bác nha. Chương trình mua 1 tặng, mua 1 tặng 10 các bác nha. Mua 1 mà được 11 thứ luôn. Đấy, các bác bỏ ra 450.000 sở hữu nguyên một bộ sản phẩm đầy đủ máy mài chỉnh tốc của Hukan hàng chính hãng, và được tặng kèm thêm là 10 viên đá cắt sắt của HD như thế này. Quá rẻ quá hời luôn các bác ạ. Số lượng không có nhiều đâu nha, nên là bác nào mình mua mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em để có đơn hàng, và em sẽ chi tiết cho các bác nhà mình này chọn bộ sản phẩm này nó sẽ bao gồm những cái gì nha. Đây, em sẽ mở nguyên một hộp ra này. Đây, nguyên một hộp nguyên khi các bác nhận về nó sẽ là một bộ như thế này. Đấy, nguyên hộp như thế này cho em nhá. Khi mà các bác mở hộp máy ra này, trong này thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện cho các bác. Đầu tiên là các bác sẽ có một máy này. Đấy, một máy mài chỉnh tốc của Hukan. Kèm theo phụ kiện thì các bác sẽ có một tay mở lưỡi như thế này, một tay cầm phụ này và một ốp bảo vệ lưỡi này. Kèm theo các bác còn được tặng kèm thêm một đôi chổi than dự phòng như thế này nha. Rất là đầy đủ luôn. Đấy, các bác bỏ ra có 450.000 thôi mà sở hữu nguyên một set đầy đủ, lại kèm theo cả 10 cái lưỡi cắt mình tha hồ xài. Đấy, với 10 cái lưỡi cắt này các bác cắt cũng cả năm luôn. Nếu mà các bác làm gia đình thì thật sự cắt cả năm không hết. Đó, bác nào chốt mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em, lên đơn treo là máy mài chỉnh tốc của Hukan và tặng kèm 10 lưỡi cắt sắt với mức giá 450.000. Các bác nhớ nhá, nhớ lên đơn gọi đúng cú pháp cho em, gọi là máy mài chỉnh tốc của Hukan và tặng kèm 10 lưỡi cắt sắt. Bởi vì cái chương trình quà tặng cho các bác này em sẽ chỉ áp dụng cho những bác nào may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Cho nên là các bác chốt đơn mình đọc đúng cú pháp cho em là máy mài chỉnh tốc của Hukan và tặng kèm 10 lưỡi cắt sắt cho em, giá chỉ có 450.000. Và em sẽ quay chi tiết cho các bác một lần nữa, nhìn rõ về cái sản phẩm này. Đây các bác nhìn cho em này, cái con máy này thì nó rất chi là nhỏ gọn như thế này nhá. Đấy, các bác cầm máy như thế này. Đây, rất chi là dễ làm các bác ạ. Hàng công tắc bóp cho nên là các bác sử dụng thì nó cũng rất chi là dễ dùng và an toàn khi sử dụng nhá. Hàng logo dập nổi của Hukan như thế này. Đầu máy nó là hợp kim nhôm hết các bác ạ. Đấy, dây đồng ruột dài cho các bác và chổi than bên ngoài như thế này. Này mài các bác tự thay than rất chi là dễ nha các bác nha. Đấy, mức giá rất chi là hời, số lượng không có nhiều nha. Bác nào chốt cái mã sản phẩm này thì mình hãy nhanh tay lên đơn hàng sớm các bác nha. Đây là cơ hội ngàn năm có một để các bác có thể sở hữu được con máy cắt cầm tay hàng chính hãng ngon bổ rẻ nhất vịnh Bắc Bộ các bác nha. Hôm nay thì em chi tiết cho các bác một số những cái mẫu bình giữ nhiệt cực kỳ là xịn sò luôn. Hôm nay thì với mức giá sập sàn nha các bác nha. Hôm nay em sẽ gửi tới các bác hai mẫu. Đầu tiên sẽ là mẫu bình nhỏ nhá. Mẫu bình nhỏ này đầu tiên sẽ là cái mẫu bình 600ml. Đây, cái này là 600ml này, hoặc là 780ml này các bác này. Cái mẫu bình này sẽ là mẫu bình một lắp nha. Đấy, với những cái bình giữ nhiệt xịn sò như thế này, các bác vừa có thể là chứa được nước lạnh này và chứa được cả nước nóng, cực kỳ là tiện lợi luôn. Các bác mang nước đi chơi này, đi làm, nhất là các em học sinh mà mang nước uống đi trong cái mùa khai giảng năm học mới thì cực kỳ là ok và tiện lợi luôn các bác ạ. Với những cái bình xịn sò thì các bác sử dụng, các bác đựng nước lạnh nhá, nó không bao giờ bị toát mồ hôi ra bên ngoài, và đựng nước nóng thì cầm không bao giờ bị bỏng tay các bác ạ. Hàng chuẩn xịn nó phải là như vậy. Đấy, với cái bình này là bình 600ml này, cái bình 600ml hoặc là 780ml thì nó sẽ là mẫu bình một lắp như thế này. Khi các bác mở ra nó sẽ có một lắp đậy như thế này, và bên trong này thì nó sẽ có một cái màng lưới lọc như thế này cho các bác nhá. Đấy, bên trong toàn bộ đều là lõi inox 304 hết các bác ạ.
Đấy, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Cái bình nhỏ này thì nó sẽ có màu đen hoặc là màu trắng bạc như thế này các bác nhá. Đấy, với cái bình nhỏ đó là bình 600ml, giá của nó sẽ là 140.000. Còn cái bình 780ml như thế này thì nó sẽ là có giá 150.000 thôi. Hôm nay thì đặc biệt bác là mình mua bình giữ nhiệt, bên em sẽ hỗ trợ bao phí ship về tận nhà các bác luôn. Nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Với những cái bình này nó sẽ có một cái dây đeo cho các bác này. Đấy, các bác có thể treo móc vào đâu cũng rất chi là tiện lợi luôn. Nó có màu đen hoặc là màu trắng bạc như thế này. Tuy nhiên là các bác mua em sẽ gửi màu bất kỳ nha. Nó sẽ tùy theo từng lô hàng mà nó sẽ có những cái màu sắc khác nhau. Màu nào cũng đều đẹp, cũng đều chắc chắn. Nếu trong trường hợp mà bác nào muốn chọn màu phong thủy, các bác muốn chọn màu thì các bác hãy báo với nhân viên bên em lúc mình chốt đơn, là mình báo là gửi cho tôi cái bình màu gì thì là bên em sẽ gửi đúng màu, còn nếu không thì em sẽ gửi màu bất kỳ nhá. Đây là cái mẫu nhỏ này, mẫu nhỏ nó sẽ là cái loại bình một lắp như thế này. Và bây giờ em sẽ chi tiết thêm cho các bác sang những cái mẫu lớn. Mẫu lớn thì nó sẽ có bình 800ml này, bình 1 lít và 1 lít rưỡi các bạn. Với cái mẫu lớn thì nó lại sẽ có 3 màu nhá. Đầu tiên là sẽ có màu xanh rêu như thế này, hoặc là màu trắng bạc như thế này, hoặc là cả màu xanh than như thế này nữa. Màu nào cũng đều rất là đẹp và chắc chắn luôn. Với cái bình to này này, nó sẽ là bình của KD này các bác này. Đấy, bình của KD đó là bình 1 lít hoặc là 1 lít rưỡi nha. Đây này, cái bình này là bình 1 lít này các bác này. Đây là bình 1 lít rưỡi này, nó là bình của KD. Đấy, hoặc là các bác có thể mua cái loại nhỏ hơn thì nó sẽ là cái bình 800ml ạ. Đây, có cả em có cả bình 800ml như thế này. Đây, cái bình này là bình 800ml này. Bình 800ml thì nó không phải là của KD, nó của hãng khác, nhưng mà cái chất lượng của nó này, giá tiền của nó thì cũng tương đương với cái hãng KD, hàng xịn sò loại số 1. Đấy, loại chuẩn xịn số 1 trên thị trường hiện nay. Với những cái bình to như thế này thì nó sẽ là hàng loại 2 lắp các bác ạ. Đầu tiên bên ngoài các bác sẽ có một cái lắp như thế này. Đây các bác mở lắp ra. Cái lắp này nó sẽ là một cái K-Elox luôn nhá. Đây này, khắc chữ US. Đây này, SUS304 đây này các bác này. Đấy, cái này thì nó sẽ là cái K-Elox luôn, để các bác có thể rót nước vào đây để bình đựng ca để uống nước luôn. Đấy, trong này thì nó sẽ là một cái lắp đậy thứ hai bên trong như thế này. Đấy, với cái bình 1 lít nha, hoặc là 1 lít rưỡi thì nó sẽ là hàng như thế này. Còn cái bình 800ml thì nó sẽ là hàng như này. Cái loại không có chữ KD thì nó sẽ như thế này các bác nha. Đấy, cái nào cũng đều rất chi là đẹp, xịn xò lắm các bác ạ. Bên trong nó đều có lưới lọc cho các bác hết nhá. Đấy, bên trong nó đều có lưới lọc như thế này này. Đấy, có đều có lưới lọc hết và sẽ là cái loại Elox 304 hết cho các bác. Đấy, dùng rất chi là bền, xịn xò, đẹp và chắc chắn như thế này. Nhưng mà hôm nay thì các bác sẽ mua được cái mức giá cực kỳ là hợp lý luôn. Mức giá em cam kết khẳng định các bác sẽ là cái mức giá rẻ nhất, giá tốt nhất thị trường để em tri ân gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng. Với cái bình này thì các bác gọi cho em là bình 800ml, giá của nó sẽ là 220.000 đồng. Còn cái bình 1 lít thì giá sẽ là 250.000. Còn cái bình 1 lít rưỡi thì sẽ là 280.000 thôi các bác ạ. Với những cái bình giữ nhiệt ngày hôm nay thì các bác hoàn toàn sẽ được hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nhà cho em. Và nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, cho nên là các bác cứ yên tâm là em giới thiệu như nào hàng tới nơi các bác nhận nó sẽ là y chang là như vậy nhá. Đấy, và nó sẽ có rất là nhiều màu. Các bác lưu ý cho em, nếu bác nào mình muốn chọn màu thì các bác nhớ báo với nhân viên khi mình chốt đơn. Còn nếu không thì bên em sẽ gửi màu bất kỳ. Màu nào cũng đều đẹp, màu nào cũng đều rất là ok luôn các bác ạ. Đấy, có rất là nhiều mẫu mã để cho các bác thoải mái lựa chọn trong cái buổi video ngày hôm nay nha. Hôm nay thì em lại tiếp tục lê cho anh em mình những cái mã sản phẩm với mức giá siêu hời nha. Đặc biệt hôm nay thì bộ mũi khoan tháp đa lăng hàng bãi Nhật bên em mới về được một cái lô này, nó có khoảng tầm hơn 100 bộ nha. Đấy, nó có khoảng hơn 100 bộ, số lượng cũng không có nhiều đâu. Cho nên là hôm nay đây sẽ là một cái mã sản phẩm cực kỳ là ưng ý để phục vụ gửi tới tất cả các bác. Đây là bộ mũi khoan tháp đa lăng các bác ạ. Đấy, các bác nhìn xem nha, hàng bãi Nhật xịn sò cực kỳ luôn. Đấy, mẫu mã đẹp và đặc biệt hôm nay thì với mức giá chỉ có 130.000 đồng thôi các bác ạ. Quá là rẻ luôn, 130.000 đồng để các bác có thể sở hữu được nguyên một combo như thế này. Đấy, bao gồm đi theo cho các bác sẽ là ba cái mũi khoan tháp nha, từ mũi nhỏ cho đến mũi lớn thôi. Đấy, mũi đầu tiên sẽ là mũi khoan tháp từ 4 đến 12, sau đó là sẽ có mũi khoan tháp từ 4 đến 20 và cuối cùng sẽ là mũi khoan tháp từ 4 đến 32 là cái mũi to nhất này. Và bên trên này thì nó sẽ có ba cái mũi khoan taro luôn nha các bác. Đấy, ba cái mũi khoan taro to nhỏ khác nhau như thế này. Quá là tiện lợi, xịn sò con bò như thế này mà giá có 130.000 đồng thôi. Bình thường một cái mũi khoan tháp mà từ 4 đến 32 này này, các bác ra ngoài thị trường mua thì nó cũng tầm cỡ 150.000 rồi. Đấy, hôm nay thì chỉ với mức giá 130.000 để các bác có thể sở hữu được nguyên một combo xịn sò như thế này.
số lượng không có nhiều nha. Cho nên là bác nào mình chốt cái sản phẩm này thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm, liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình để mình có thể lên đơn hàng. Đặt hàng các bác gọi cho em là bộ mũi khoan tháp 6 món, giá chỉ có 130.000 đồng thôi các bác ạ. Số lượng không có nhiều đâu ạ. Đây là hàng bãi Nhật nha. Em nhấn mạnh các bác hàng bãi Nhật cực kỳ là xịn sò luôn. Cái hàng này thì thi thoảng nó mới có một đợt hàng thôi, cho nên là bác nào mà đang may mắn theo dõi được cái video này, mình đang có nhu cầu quan tâm cái sản phẩm này thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn nha. Hôm nay thì ngoài những cái bộ mũi khoan tháp đa lăng như thế này thì em sẽ lên tiếp cho các bác cái phía bên kia sẽ là những cái bộ mũi khoét nha. Đây, các bác tham khảo cho em này, ở đây sẽ là những cái bộ mũi khoét rất là xịn sò luôn. Đấy, các bác tham khảo hôm nay nó sẽ có hai cỡ nha. Mẫu nhỏ và mẫu to. Mẫu nhỏ thì nó sẽ bao gồm có 6 mũi này, còn mẫu to thì sẽ là 10 mũi nhá. Đầu tiên sẽ lên cho bác những cái mũi nhỏ này. Đây, cái mũi nhỏ thì nó sẽ là nguyên một combo như này ạ. Một combo là nguyên hộp như này cho em nhá. Đầu tiên thì em sẽ chi tiết cho các bác về cái mẫu mã này và cho các bác xem những cái thông số luôn. Cái bộ này thì các bác lên đơn gọi cho em là bộ mũi khoét nhỏ ạ. À, giá của nó chỉ có 299.000 đồng thôi và sẽ được hỗ trợ bao ship các bác. Cái bộ mũi khoét này nó bao gồm có 6 mũi này. Đây, đầu tiên sẽ là mũi 16 này, 18 này, 20 này, 22 này. Tiếp theo đây sẽ là mũi, đây để em kéo lên cho các bác xem này. Đây, mũi 25 này. Cái này sẽ là mũi 25 nhá. Và to nhất thì sẽ là mũi 30 sau này. Đây, cái này là mũi 30 này. Tổng thể các bác sẽ có 6 cái cỡ mũi như em vừa nêu tên. Ngoài ra sẽ thêm là có hai cái lục giác như này cho các bác này. Đấy, thêm cho bác là hai cái lục giác như này. Nguyên một hộp như này cho em nhá. Cái hộp này các bác chốt thì gọi cho em là bộ mũi khoét nhỏ ạ. Nó sẽ có 6 mũi như này. Giá sẽ là 299.000 đồng và hỗ trợ miễn phí ship về tận nhà các bác nha. Nếu mà các bác mà không ưng cái mẫu nhỏ này thì các bác có thể tham khảo lấy cho em cái mẫu lớn. Đây, cái mẫu bên này sẽ là mẫu lớn này. Đây, cái mẫu lớn thì các bác nhìn cho em nó cũng sẽ có nguyên một combo như thế này. Đấy, nguyên một combo như này. Có hộp cho các bác nha. Đây, có cái hộp cho các bác như thế này. Về các bác đẩy lại này. Đó. Cái này thì nó sẽ có 6 mũi nha. Đầu tiên này em sẽ đọc cho các bác cái kích cỡ này. Đây, đầu tiên cái phía bên này. Đây, em sẽ đọc cho các bác đầu tiên là cái mũi này nhá. Mũi này là mũi nhỏ nhất này. Cái mũi này là mũi 18 này. Mũi 18. Đây, để em sẽ kéo cho các bác xem cả cái mũi phía bên này xem nó là mũi bao nhiêu nha. Đây, 16 này. Nhỏ nhất là 16 đấy các bạn. À, mũi 16 này. Sau đó là đến 18. Đây là 16 nhá. 18 này. Tiếp theo sẽ là 20 này. 22 này, 25 này, 30 này. Và bên này sẽ là 35 này, 53 này. Có cả mũi 50 và 45. Đấy, tổng thể là các bác sẽ có 10 cái cỡ mũi như em vừa nêu tên. Đây, cái bộ này thì các bác gọi cho em là bộ mũi khoét to. Đấy, bộ mũi khoét to thì giá của nó sẽ là 599.000 và sẽ được hỗ trợ bao phí ship cho các bác. Đấy, cái bộ mũi khoét nhỏ thì nó đều theo hai cái lục giác như này. Cái bộ mũi khoét to thì nó không theo lục giác các bác nha. Đấy, bộ mũi khoét to thì nó sẽ có tổng thể sẽ là 10 cái mũi khoét như thế này. Đấy, hàng xịn sò, chất liệu đẹp cực kỳ luôn các bác ạ. Đấy, chất liệu là đẹp cực kỳ luôn. Bao bền, bao đẹp và bao rẻ cho các bác. Hàng chính hãng của Kabushi luôn này các bác này. Đấy, hàng chính hãng của Kabushi dập lỗ như thế này cho em nhé. Đấy, với một cái mã sản phẩm cực kỳ là ưng ý nha. Hàng chính hãng mà hôm nay thì các bác mua được cái giá nó rất chi là hời. Cho nên là bác nào chốt cái mã sản phẩm này, mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em để sở hữu những cái mã sản phẩm cực kỳ là cao cấp, hàng xịn sò và với mức giá siêu hời các bác ạ. Hôm nay thì em có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình với một cái mã sản phẩm cực kỳ là chất lượng và mức giá rất chi là hời các bác nha. Đây là những cái đầu bắn tôn của Daiwat các bác ạ. Đầu bắn tôn của Daiwat hàng chuẩn xịn loại 1 nha. Các bác nhìn xem này, nó siêu hút như thế này cơ mà các bác. Đây, nó hút như này nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đây, cái nào cũng đều rất chi là ok luôn. Đây là các bác nhìn đi, cái độ hút nó chưa ạ. Đấy, quá là xịn sò luôn các bác ạ. Đấy, bình thường với những cái đầu bắn tôn xịn sò như này nhá, các bác ra ngoài thị trường mua với mức giá 25-30.000 một cái. Đấy, bình thường thì em vẫn bán với mức giá 25.000 một chiếc các bác. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ có một cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác. Và đây sẽ là một cái sản phẩm tri ân tương tác cho tất cả các bác khách hàng. Em sẽ sale cho các bác với mức giá lộ vốn luôn nha các bác. Mức giá lộ vốn luôn. Cho nên là bác nào mình nhanh tay là hôm nay là mình sẽ mua được cái sản phẩm này. Lên đơn xem là đầu bắn tôn của Daiwat nha. Hôm nay thì em chiên các bác với mức giá là 15.000 một đầu.
15 nghìn một đầu nha các bác. Hàng chuẩn xịn của Daiwatch như thế này, nhưng mà thật sự luôn à, các bác mua cái giá của nó rẻ hơn cả với những cái hàng thường nha các bác. Giá rẻ hơn cả những với cái hàng thường luôn. Đấy, bác nào chốt mình lên đơn xem là đầu bán tôn của Daiwatch giá 15 nghìn một đầu. Đặc biệt hôm nay giá đã rất chi là rẻ, rất chi là hời rồi. Và sẽ hỗ trợ ưu tiên cho những bác nào chốt 10 cái. Bác nào chốt 10 cái em sẽ hỗ trợ bao ship luôn nha. Các bác lên đơn xem là đầu bán tôn của Daiwatch. Đấy, cái đợt này em về cái số lượng nói chung là nó cũng không có nhiều đâu. Và cái giá này, đây là cái sản phẩm em tri ân tương tác cho các bác. Một cái mã sản phẩm em tương tác cho các bác, nên là cái giá này là thanh lý giá lỗ lắm rồi. Cho nên là cái giá này mà các bác không chốt nữa thì thôi. Đấy, cái này là em sẽ tri ân cho các bác để các bác về các bác lấy đồ xài nha. Xài mà thấy mà ok chất lượng thì khi nào có nhu cầu máy móc dụng cụ đồ nghề thì các bác nhớ ủng hộ em một đơn hàng nhá. Bởi vì là cái đợt này em sale cho bác cái này là giá là lỗ mất phải đến gần 10.000 một đầu đấy các bác. Đấy, bình thường nhập cái đầu vào nó cũng tầm 20-22.000 một đầu rồi, em thanh lý các bác giá 15.000 một đầu. Đấy, xả kho thanh lý cho bác giá 15.000 một đầu, lỗ khoảng tầm cỡ 10.000 một đầu luôn đấy các bác. Đấy, riêng cái đống này nha, bán hết cái đống này cho các bác là lỗ phải đến hàng chục triệu luôn. Cho nên là các bác chốt thì mình nhanh tay, số lượng là có hạn, không có nhiều đâu các bác nha. Nó có khoảng tầm độ 2.000 cái, có khoảng tầm độ 2.000 cái cho bác nào nhanh tay nhất là mình sẽ mua được. Đấy, em đang đóng gói bảo quản ở đây. Các bác có thể mua nguyên hộp cũng được nha. Đấy, nguyên một hộp như này. Nguyên một hộp như này sẽ là 100 cái các bác. Nguyên một hộp như này 100 cái về theo hộp xài, xài hết năm này qua năm nọ vẫn cứ xài được các bác. Đấy, hàng chuẩn xịn này em quay chi tiết cho các bác một lần nữa này. Đấy, cái này là cơ hội ngàn năm có một nha, cơ hội ngàn năm có một đấy các bác, không có đến lần thứ hai đâu ạ. Nên là bác là chốt mình nhanh tay. Cái loại này nó là hàng chân lục giác nha các bác, hàng chân lục giác cho nên là nó rất chi là đa năng và tiện lợi đấy các bác. Đấy, tất cả những cái đầu bắn tôn này giá thị trường cái nhập đầu vào nó đều là 20-22 nghìn một đầu hết, bán lẻ ra là 25 nghìn một đầu thì mới gọi là có ít công thôi. Nhưng mà cái đợt này em xả lỗ cho các bác giá 15 nghìn, các bác nhanh tay. Đấy, 15 nghìn các bác nhanh tay nhá, số lượng là có hạn. Đấy, ưu tiên bác nào lấy 10 cái sẽ được hỗ trợ bao ship. Các bác nhớ lên đơn xem là đầu bán tôn của Daiwatch nha. Không ngon không lấy tiền các bạn. Hôm nay thì em lại có một cái mã sản phẩm giá siêu hời để phục vụ cho tất cả nhà mình. Đây là bộ máy hàn chính hãng của Marula anh em nhá. Máy hàn que, máy hàn một chức năng, hàng chính hãng nên là anh em mình sử dụng thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Hôm nay thì anh em nào mà may mắn theo dõi được cái video này thì anh em mình sẽ có thể sở hữu được cái con máy hàn hàng ngon bổ rẻ nhất vị Bắc Bộ luôn anh em ạ. Đấy, với thiết kế của máy thì nó sẽ là hàng mili. Em sẽ đo cho anh em mình xem cái kích thước của máy nhá. Đầu tiên sẽ là chiều dài này, đây là anh em ơi. Đấy, chiều dài của máy thì chỉ có rơi vào là 25 cm thôi. Đấy, 25 này, 24. Đấy, chiều dài của máy sẽ là 24 cm nha. Và tiếp theo sẽ là chiều cao này. Đây, nhìn cho em cái chiều cao sẽ là 15 cm anh em ạ. Đấy, chiều cao của máy sẽ là 15 cm nha. Và cái chiều rộng này, chiều rộng của nó sẽ là 10 cm. Đấy, một cái con máy hàn siêu mili, siêu nhỏ gọn luôn. Anh em nào mình xài gia đình thì nói chung là mua cái bộ sản phẩm này, mua một lần là mình cứ dùng mãi mãi luôn. Đấy, còn anh em mà xài thợ thuyền, làm công trình, thợ thuyền các thứ nó vẫn cứ ok tuyệt vời. Đây sẽ là một cái mã máy hàn ngon bổ rẻ nhất Bắc Bộ này. Đấy, và em sẽ cân thử cho anh em mình xem cái trọng lượng của máy nha. Đây, cái mẫu máy thì rất chi là nhỏ gọn rồi. Và đây trọng lượng của máy này. Đây anh em nhìn cho em nha. Đây, em sẽ cân mỗi máy thôi, nó chưa có phụ kiện đi theo thì nó sẽ là 2, ở đây là 2 cân 2 nha các bác. Đấy, 2 cân 2 lạng nha. Đấy, 2,2 kg cho em này. Cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Và với cái sản phẩm này hôm nay mà anh em mình mua thì nó sẽ nhận về là nguyên bộ sản phẩm như thế này. Đây, có một máy này và phụ kiện đi theo đây nhá. Phụ kiện này anh em mình sẽ có một cái che mặt này. Đây, cái này là cái hai cái miếng tròn này các anh em mình đút vào đây. Đấy, và đây thì nó sẽ có dây hàn này, kìm hàn kẹp mát này, đầy đủ như thế này. Và có một cái búa gõ dỉ như này cho em nha. Đấy, phụ kiện đi theo nó sẽ là như thế này này anh em ơi. Đó, nguyên bộ sản phẩm sẽ là đầy đủ như thế này, hàng của Marula. Đấy, và em sẽ quay chi tiết cho anh em mình. Đầu tiên là cái mặt trước của máy nha. Cái mặt trước của máy này, con máy này thì anh em nhìn cho em là nó sẽ có đồng hồ báo này. Và đây là nó sẽ có những cái ô thoá như này. Đấy, anh em nhìn thấy xuyên thấu hết nội thất bên trong máy này. Đấy, cái sợi đồng của nó rất chi là to nha. Sợi đồng rất chi là to luôn. Đấy, và em sẽ đo cho anh em mình cái, đây này, cái chỗ này để anh em mình có thể hình dung ra được là cái đầu mà để cắm dây này. Đây, cái kích thước nó sẽ là như này nha. 3 cm này.
Đấy, đường kính là 3cm nha anh em nha. Đây là cái mặt trước nha. Và em quay tiếp cho anh em mình cái mặt sau này. Cái mặt sau đây. Mặt sau thì có công tắc tắt mở này. Và sẽ có này. Đây, có quạt nằm mát cho anh em mình. Đấy, nói chung là một cái con máy hàng quá là đẹp và chất lượng. Hôm nay thì em sẽ chuyên bán tặng cho tất cả anh em mình với cái sản phẩm này. Ngày hôm nay thì anh em mình sẽ sở hữu được bộ máy hàn của Marula với mức giá chỉ có 799.000 đồng. 799.000 đồng thôi, anh em nghe không hề bị nhầm nha. 799.000 đồng thôi. Và em sẽ hỗ trợ bao phí trên toàn quốc, bao phí vận chuyển hoàn toàn cho tất cả anh em mình. Đấy, lên đơn cho em là máy hàn của Marula với mức giá 799k. Rẻ quá các bác ơi. Đấy, mức giá rẻ nhất trong lịch sử điện máy nha. Chưa có bao giờ mà các bác có thể mua được một con máy hàn chính hãng mà với cái mức giá hời như thế này đâu ạ. Một cái mã sản phẩm mà để có thể phục vụ cho anh em mình làm gia đình hay là làm anh em thợ công trình cũng vẫn rất chi là ok nha. Anh em làm thợ làm nhiều mà cần những cái con máy hàn nhỏ gọn nhẹ nhàng để mình có thể đeo lên vai làm việc ở trên cao thì anh em mình đừng bỏ qua cái mã sản phẩm này. Nhớ lên đơn cho em là máy hàn của Marula với mức giá 799k và miễn phí ship anh em nha. Súng bắn đinh bằng hơi thì em sẽ có đủ kích cỡ cho các bác nha. Từ đinh 3, đinh 5 cho đến đinh 7 các bác ạ. Đặc biệt thì hôm nay đang có cái chương trình sale cho các bác cái lô súng bắn đinh bê tông loại bắn đinh 7 đây nha các bác nha. Hàng của T-Bot này. Đấy. Nó sẽ có thể là của T-Bot hoặc là những cái tên gọi khác, là có nhiều tên gọi khác nhau các bác nha. Đều là những cái hàng chính hãng để phục vụ cho tất cả anh em thợ. Mình có thể làm ok, làm chuyên nghiệp được nhá. Thì cái này nếu như mà anh em nào mình chốt đơn thì gọi cho em là súng bắn đinh bê tông. Súng bắn đinh bê tông. Cái súng này thì sẽ bắn bằng máy hơi nhá. Anh em sẽ lắp vào những cái máy hơi ấy, là mình sẽ sử dụng, là mình xài bằng hơi. Rất chi là mạnh luôn này anh em ạ. Cái này là cái súng bắn đinh bê tông, là dành cho những cái đinh 7 đổ lại nhá. Các bác sẽ lắp được đinh 7 đổ lại và dành cho các bác bắn những cái đinh bê tông. Còn các bác mà không bắn đinh bê tông, các bác bắn đinh gỗ, những cái bình đinh nhỏ hơn thì các bác lấy những máy nhỏ hơn. Đây, những cái máy nhỏ hơn thì nó sẽ thiết kế như thế này. Hình thức thì nó vẫn giống như thế kia nhưng máy nó sẽ nhỏ hơn nhiều nhá. Nó sẽ có loại bắn đinh 3 hoặc là đinh 5 nữa. Đinh 3 với đinh 5 thì là các bác sẽ sử dụng đa số là lắp đinh gỗ. Còn riêng về dòng các bác mà muốn sử dụng để bắn đinh bê tông thì các bác bắt buộc là phải lấy cái dòng đinh 7 kia nhá. Đấy. Các bác nào mình chốt thì gọi cho em là súng bắn đinh bằng hơi của T-Bot, loại súng bắn đinh 3, đinh 5 hoặc là đinh 7. Đấy, các bác muốn sử dụng cái máy để bắn đinh bao nhiêu thì các bác hãy liên hệ trực tiếp để nhân viên em sẽ tư vấn cụ thể và sẽ báo giá cho các bác nhà mình luôn. Khẳng định cam kết các bác giá sẽ là giá rẻ nhất, giá ok nhất thị trường để gửi tặng cho tất cả các bác khách hàng ngày hôm nay. Đấy, cái hàng thương hiệu chính hãng của T-Bot nha các bác. Với cái sản phẩm này bên em gửi tới tay rất là nhiều các bác khách hàng rồi. Bác nào mà đã sử dụng thì các bác cũng đều khen, phản hồi về chất lượng rất là tốt. Nên là các bác cứ yên tâm nha. Lại là một cái mã sản phẩm giá quá hời và siêu tiện lợi để phục vụ cho tất cả anh em mình. Đây sẽ là những cái bộ máy massage bằng pin anh em ơi. Cực kỳ là tiện lợi nha. Phù hợp nhất là cho anh tất cả các bác mà ở cái độ tuổi trung niên này. Các bác hay bị đau lưng, đau mỏi, vai gáy thì các bác hãy sở hữu cái mã sản phẩm này. Một bộ máy massage bằng pin thì em sẽ gửi tới các bác là có nguyên bộ như thế này nha. Đầy đủ như thế này này. Bao gồm này, có một máy này và bốn cái đầu massage như thế này cho em. Đây, có bốn cái đầu massage như thế này các bác nha. Và kèm theo sẽ là một cái sạc như thế này. Đấy, cái máy massage này thì các bác sẽ có theo bốn cái đầu massage. Các bác dùng cái đầu nào thì là các bác lắp cái đầu đấy vào trong cái đầu máy này này. Đây, lắp đầu massage vào như này. Rất là đơn giản nha các bác, chỉ cần lắp vào đầu máy như thế này thôi. Đây, lắp vào đầu máy như thế này là mình bật công tắc lên là mình xài nha các bác. Công tắc ở phía sau này này. Đấy, công tắc ở phía sau máy này nha các bác. Bấm công tắc này lên là máy chạy này. Đấy. Như thế này là mình lắp đầu massage vào này. Tắt máy thì là các bác sẽ tì tay vào cái phím này một lát thì là nó sẽ tắt máy này đấy. Và cái này nó sẽ có thể điều chỉnh được tốc độ luôn nha. Nhanh chậm là các bác sẽ điều chỉnh được. Đấy, các bác nhớ là lắp những cái đầu massage như thế này và các bác bật máy lên là các bác xài. Đấy, sử dụng để massage này, đấm lưng này, cực kỳ là ok và tiện lợi luôn. Đấy, trên thị trường thì cái loại máy massage bằng pin này nó sẽ có loại to và loại nhỏ. Tuy nhiên là em gửi các bác cái loại này sẽ là loại to luôn nha. Loại to luôn nhưng mà giá thì thật sự là sẽ rẻ hơn cả những cái máy loại nhỏ khi mà các bác mua ngoài thị trường. Và cái máy này thì nó sẽ có nhiều màu các bác ạ, tùy từng đợt hàng nhá. Đấy, nó có thể là màu trắng như này, màu đỏ này, hoặc là màu xanh này. Đấy, có cả những cái dòng màu xanh như thế này luôn cho em nha.
cái này các bác mua thì em sẽ gửi mẫu bất kỳ, và nó sẽ có đầy đủ những cái đầu massage như thế này. Các bác mua thì là em sẽ nhận đủ bộ đấy ạ. Đấy, một bộ thì là các bác sẽ có một máy và kèm theo sẽ là 4 cái đầu massage và một cái dây sạc như thế này nhá. Cực kỳ là tiện lợi, ok luôn các bác ạ. Đây là một cái mã sản phẩm phù hợp với mọi người, mọi nhà. Đấy, các bác có thể mua về cho bản thân mình dùng nha, hay là làm quà biếu ông bà bố mẹ, nó cũng là một cái món quà cực kỳ là có ý nghĩa luôn. Đấy thì các bác lên đơn gọi cho em là máy massage bằng pin, giá chỉ có 250.000 một bộ thôi các bác nha. 250.000 một bộ thôi, và sẽ được hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nhà cho em nha. Nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên là các bác cứ yên tâm đi. Đấy, với những cái mã sản phẩm này thì các bác cứ mua về làm quà biếu ông bà bố mẹ này thì cực kỳ là tuyệt vời luôn các bác ạ. Đấy, các bác cứ ở độ tuổi trung niên thì các bác đừng bỏ qua mã sản phẩm này nhá. Lên đơn cho em là máy massage bằng pin, giá chỉ có 250.000 thôi và được hỗ trợ bao ship tận nhà luôn ạ. Một mã sản phẩm với mức giá siêu hời để phục vụ cho tất cả các bác nhà mình. Hôm nay thì em sẽ xả kho cho các bác cái lô thân máy thổi bụi bằng pin màu xanh, cực kỳ là tiện lợi luôn các bác nha. Hàng đa năng nha, đa năng và giá rẻ cực kỳ luôn. Với những cái thân máy thổi bụi này thì nha, mình sẽ thiết kế là xài hàng cho bi phổ thông này, nó sẽ có chức năng thổi bụi và hút bụi luôn anh em ơi. Cái mẫu máy của nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này. Đây anh em mình lên đơn xem là thân máy thổi bụi pin màu xanh nha. Hôm nay thì chỉ với mức giá 250.000 đồng thôi anh em ạ. Quá rẻ, quá tiện lợi luôn. Một cái mã sản phẩm cực kỳ là đa năng, nó sẽ có chức năng thổi bụi và hút bụi nha. Cái thân máy này thì lưu ý cho em là nó chưa kèm theo pin sạc, nhưng mà nó sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông như thế này này. Đấy, và anh em nào mà có pin sạc ở nhà rồi thì mình mua một cái thân máy như này về mình xài. Còn nếu anh em nào mình chưa có pin sạc thì mình sẽ mua những cái quả pin như này. Đây, những cái quả pin cứ chân pin như này nhá. Chân pin phổ thông là chân pin hai cạnh và khoảng cách nhau là 4 cm. Đấy, hôm nay thì với cái quả pin 10 cell của Mazda này này, anh em mình cũng mua được giá thanh lý, nó có 170.000 một quả thôi. Còn cái sạc bàn như thế này, cái sạc bàn chân pin phổ thông như này, cái sạc này sạc được cho cả pin 10 cell và pin 15 cell mà giá có 69.000. Cái này gọi là sạc bàn màu đen anh em ạ. Đấy, với những cái thân máy thổi bụi pin màu xanh như thế này, hôm nay giá có 250.000 thôi. Mức giá rất chi là rẻ nhá. Đấy, khi mà về anh em mình sử dụng này, anh em mình sử dụng nếu mà thổi bụi thì anh em mình sẽ lắp như thế này. Đây, thổi bụi thì sẽ cho cái ống thổi vào đây này, túi đựng bụi đây, lắp pin vào như thế này. Cứ thế là bật công tắc lên là mình xài thôi. Còn nếu anh em mà có nhu cầu hút bụi nha thì anh em mình sẽ lắp đặt như thế này. Đây, hút bụi thì là sẽ cho cái ống hút ở đây, túi đựng bụi sang bên kia và lắp pin lại như này. Cứ thế là mình xài. Và em sẽ test thử cho anh em mình xem. Em sẽ test thử cho anh em mình xem cái sự ok của cái sản phẩm này nhá. Nó cực kỳ là hữu ích luôn. Anh em mình sẽ mua về làm gia đình này, hay là anh em làm thợ thuyền cũng rất chi là ok luôn. Đấy, lên đơn cho em là thân máy thổi bụi pin màu xanh nhá. Em nói rằng thân máy thổi bụi nhưng mà anh em mình sẽ dùng được hai chức năng thổi bụi và hút bụi được luôn. Rất chi là mạnh và máy xài êm này. Hôm nay mua được cái giá rẻ. Đấy, giá thân máy chưa kèm theo pin sạc thì chỉ có 250.000 đồng thôi. Đấy, 250.000 đồng thôi. Hôm nay thì cái mức giá luôn rất chi là hời. Và cái giá này thì em chưa hỗ trợ bao ship. Nhưng mà nếu mà anh em nào mình ghép chung, mình đi chung những cái đơn hàng mà được bao ship rồi thì mình sẽ không mất thêm tiền phí ship đâu. Đấy, còn pin thì anh em mình chưa có pin thì mình sẽ liên hệ mua những cái quả pin châu pin 10 cell hoặc là pin 15 cell. Đấy, như cái quả pin châu 10 cell của Mazda như thế này mà giá có 170.000 thôi. Ngoài ra thì sẽ còn có rất là nhiều những cái phân khúc pin. Nếu anh em mình cần mua những cái phân khúc nào, cái tầm tiền nào thì anh em mình có thể liên hệ trực tiếp để nhân viên thì em sẽ tư vấn cụ thể nha. Bây giờ em sẽ test cho anh em mình cái chức năng thổi bụi này. Đây, thổi bụi thì lại anh em mình sẽ lắp lại như này nha. Đấy, cái ống thổi quay vào đây và cái túi hút ở bên này nha. Đây, em sẽ thổi thử này. Em sẽ thổi thử cho anh em mình xem. Đấy. Đấy, anh em nhìn thấy chưa ạ? Cực kỳ là mạnh luôn anh em. Đây, thổi tới đâu sạch của nó luôn, bay hết bụi bẩn luôn nha anh em nha. Đây là cái chức năng thổi bụi nha. Và bây giờ thì em sẽ test cho anh em mình sang cái chức năng hút bụi này. Đấy, chức năng hút bụi thì anh em mình sẽ lắp đặt lại giống như cái con máy bên này. Đây, hút bụi thì sẽ đổi lại cái ống hút sang bên này. Đây, và em sẽ thử cái chức năng hút bụi bên này nha. Nào, hút bụi đây này. Những cái bụi này của em thì đang test thử cho anh mình cái hút bụi đấy hơi to này. Đây, anh em mình sẽ hút lại như thế này. Đấy, anh em mình thấy chưa? Đây, hút tới đâu là sạch từ đó này. Đấy, rất chi là ok, rất chi là tiện lợi. Đấy, anh em thấy chưa? Quá là xịn xòa luôn anh em nhá. Đấy, một cái thân máy thổi bụi hút bụi đa năng và tiện lợi như thế này mà ngày hôm nay mức giá có 250.000 đồng.
mức giá quá rẻ, giá quá hời để phục vụ cho tất cả anh em nhà mình. Anh em nào đang có nhu cầu cái sản phẩm này mà mình đang là những người may mắn theo dõi được trực tiếp video thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm. Cái đợt này do là trong kho em có số lượng ít cho nên là thanh lý giá rất là hời. Anh em mình đặt hàng thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm, khi số lượng hàng vẫn chưa hết là mình sẽ có đơn. Và một cái mã sản phẩm tiếp theo mà em sẽ tri ân tương tác cho tất cả các bác khách hàng, đây sẽ là những cái bơm dậm chân 2 bít tông hàng Japan, cực kỳ là xịn sò luôn anh em nhá. Với những cái bơm dậm chân 2 bít tông như này, đây, khi nhà mình gấp gọn nó sẽ như này, và mở ra nó sẽ như thế này đây ạ. Đó, gấp gọn lại thì anh em mình nhìn nó rất chi là gọn gàng như thế này. Với những cái bơm dậm chân như này nha, anh em mình sẽ sử dụng này, bơm xe máy, xe đạp, bơm ô tô, bơm được cả bóng luôn. Đấy, anh em nhìn đây nó có những cái đầu bơm bóng luôn này. Đấy, thì với một cái bơm dậm chân 2 bít tông hàng loại 1 đẹp xịn sò như thế này thì anh em ra ngoài thị trường mua với mức giá 350.000. Nhưng mà ngày hôm nay thì em xin phép chiên bán tặng cho tất cả các bác nhà mình với mức giá 199k. Quá rẻ luôn. Nào, bác nào không chốt mã này là tiếc, cực kỳ là tiếc nha. Lên đơn cho em là bơm dậm chân 2 bít tông với mức giá 199.000 thôi. Mức giá hôm nay thì nó quá rẻ quá hời rồi. Nên là em sẽ không hỗ trợ bao ship cái mã sản phẩm này. Anh em mình mua sẽ cộng thêm phí ship là 30k thôi. Nhưng mà trong trường hợp anh em mà có những cái đơn hàng nào được bao ship rồi thì mình có thể đi chung đơn nhá, để không mất thêm tiền phí ship. Cái này chốt đơn thì gọi cho em là bơm dậm chân 2 bít tông. Đấy, anh em đi đâu thì mình cứ để một cái bơm này để trong cốp xe này, ô tô, xe máy này. Đấy, nhất là gia đình mà có các em nhỏ, các em học sinh ý, đi học bằng xe đạp điện ý, thì các bác sử dụng những cái bơm này thì nó sẽ là một cái giải pháp cực kỳ là hữu ích luôn. Đấy, và mức giá thì rất chi là rẻ, chỉ có 199.000. Mua một lần mình dùng mãi mãi luôn nhá. Độ bền cực kỳ là cao, mức giá rẻ để anh em mình có thể mua được một cái mã sản phẩm cực kỳ là chất lượng. Hôm nay thì bên em sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm giá hời với một chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình trong cái buổi video ngày hôm nay. Đặc biệt hôm nay thì em sẽ xả kho cho các bác nhà mình lô máy mài của Dorama hàng chính hãng. Với thiết kế là một con máy mài sử dụng điện trực tiếp 220V, máy mài một tấc nha. Hàng công tắc gạt đuôi này, rất chi là bền công tắc các bác ạ. Đây các bác nhìn xem này, công tắc gạt đuôi, máy sẽ là máy một tấc và hàng dây đồng ruột dài. Con máy này thì sẽ có công suất cực đại lên tới là 850W nha các bác. Đây các bác nhìn cho em cái thông số kỹ thuật của máy này. Vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút này. Và các bác nhìn cho em cái đuôi máy nó sẽ có những cái ô thoáng này này. Các bác có thể tháo cái miếng lưới này ra để mình có thể vệ sinh máy nha. Đấy, dùng không có bao giờ lo bị nóng máy. Thì đây là hàng chính hãng của Dorama các bác này. Hàng của Dorama. Đấy, với một cái con máy cắt cầm tay như thế này nhá, thì các bác nhìn cho em là cái thiết kế nó rất chi là nhỏ gọn như này. Đấy, nhỏ gọn như thế này. Các bác mua về để mình làm gia đình này, hay là anh em xài thợ công trình thì cũng rất chi là tuyệt vời luôn. Một cái mã sản phẩm mà đáp ứng cho các bác nhà mình đủ 3 tiêu chí hàng ngon, bổ và rẻ nhất. Thì với cái sản phẩm này các bác nhận về nó sẽ có nguyên hộp như này nhá. Đây, hàng nguyên hộp như này cho em này. Đấy, các bác sẽ có một máy ở đây, có một máy này. Con này nó thiết kế nhỏ gọn lên là nó sẽ không làm tay cầm nhá. Đi theo là các bác có một cái tay mở lưỡi này và một cái ốp đá bảo vệ lưỡi như thế này. Đấy, cái này thì nó sẽ có nguyên bộ đầy đủ như thế này. Máy thì là hàng chính hãng mà hôm nay các bác mua được cái mức giá rất chi là hời luôn, chỉ với 350.000 đồng thôi các bác nha. 350.000 đồng thôi mà các bác có thể sở hữu được một con máy cắt cầm tay hàng công ty, hàng chính hãng, xịn sò, ok và giá rẻ. Đấy, cái đợt này em xả thì nói chung là nó còn tầm khoảng tầm độ 4 đến 5 thùng nha các bác. Đấy, bác nào mình nhanh tay nhất và bác nào là những người may mắn nhất theo dõi được trực tiếp cái video này của bên em sớm thì các bác sẽ có cơ hội để mua được cái sản phẩm này với mức giá chỉ có 350.000 đồng. Đấy, chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là máy mài màu đỏ của Dorama với mức giá 350k các bác nha. Và em sẽ lên tiếp cho các bác nhà mình này. Ở bên này thì sẽ là những cái bộ máy khoan bu lông pin. Bộ máy khoan bu lông pin hàng ngon, bổ và rẻ nhất cho em. Đây các bác nhìn cho em này, những cái con máy bu lông pin màu xám nó sẽ có hai tên gọi. Đây các bác nhìn cho em nhé, có hai tên gọi như này. Máy thì nó sẽ là hàng màu xám như thế này, nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác tên thôi các bác này. Ở đây sẽ là con máy bu lông của Mazda màu xám và đây là bu lông pin màu xám của Hitachi. Đấy, nó sẽ có hai cái tên gọi như thế này, một là các bác lấy của Mazda,
hai là lấy của Hitachi, em sẽ có hai cái tên gọi, nhưng mà đa số nó sẽ là của Mazda nhiều. Đấy, hàng chính hãng của Mazda như thế này. Đây sẽ là một con máy bu lông pin, thiết kế là đầu 1/2. Đầu 1/2, đầu rộng nha. Đây, ở giữa có lỗ lục giác này. Các bác sẽ cắm được những cái mũi vít như này đây ạ. Cắm được những cái mũi vít như thế này. Đây sẽ là một con máy bu lông đa lăng. Các bác vừa ra vào bu lông này, bắn tôn, bắn vít này, thậm chí là khoan tường được luôn. Và em sẽ thử máy cho các bác nghe này. Đấy. Máy xài rất là êm nha. Rất là êm, cái này nó đang ở tốc 1 này, lên tốc 2 này. Đấy, nó sẽ có hai tốc độ như thế này các bác ạ. Đây nhá, ở đây là tốc 2 này, xuống tốc 1 này. Đấy, hai tốc độ, đây là tốc 1 nhá, em lên tốc 2 này. Và khi các bác đảo chiều máy qua này, đấy, đảo chiều máy qua, khi nó có cái đèn tròn màu xanh ở đây, nó sẽ có cái chế độ tự ngắt như này. Đấy, đây là chế độ tự ngắt để tránh bị đứt ốc nha. Các bác muốn tắt cái chế độ này đi thì các bác bấm cái nút màu đỏ này cho em tắt cái đèn tròn màu xanh này đi. Đấy. Máy xài rất chi là êm, cực mạnh luôn, cực khỏe luôn. Và lực xiết của máy sẽ rơi vào là 330 N các bác. Hàng này sẽ là hàng chân pin phổ thông nhá. Đây cái chân pin của nó này, các bác nhìn cho em cái chân pin nhá. Đấy, chân pin phổ thông này. Máy là máy không chổi than luôn. Đấy, có đèn led soi sáng ở đây này. Đèn led soi sáng này, có đảo chiều. Đó. Cái này các bác sẽ điều chỉnh được ở công tắc nhá. Khi mà các bác bấm công tắc nhẹ này thì máy nó chạy chậm này. Đấy, bấm công tắc càng sâu càng mạnh thì máy nó càng chạy nhanh. Đấy, một cái con máy bu lông pin mà sẽ đáp ứng cho các bác nhà mình đủ 3 tiêu chí hàng ngon, bổ và rẻ mà ngày hôm nay giá rẻ quá các bác ạ. Đấy, các bác lên đơn cho em là bu lông màu xám của Mazda hoặc là bu lông của Hitachi. Đấy, nó có hai tên gọi, nhưng mà cái đợt này em đa số nó còn của Mazda nhiều các bác nha. Hitachi thì nó còn mấy bộ nữa. Đấy, nó vẫn giống nhau các bạn. Nó vẫn giống nhau, nó chỉ khác tên thôi. Cho nên là bác lấy tên nào cũng được, các bác lấy tên nào cũng được. Và một bộ sản phẩm này nhá, các bác mua về nó sẽ đầy đủ này. Nguyên hộp như này cho em đây. Nguyên một hộp nó sẽ là như thế này ạ. Có bao gồm là một thân máy này, hai pin nhá. Một pin em nắp vào máy này, một pin ở bên ngoài như thế này. Có theo một cái sạc bàn như thế này. Và tặng kèm thêm các bác nó có một cái khẩu mở bu lông 22 này. Có một cái dây đeo máy này. Đấy, và một cái hộp đựng máy như thế này. Tức là các bác nhận về nó sẽ có nguyên hộp như thế này luôn ạ. Đấy. Và ngày hôm nay thì chỉ với mức giá có 599.000 đồng thôi các bác nha. Quá rẻ luôn. 599.000 đồng để các bác nhận về được nguyên một combo như thế này. Được hỗ trợ bao ship về tận nhà. Và đây nó sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông, lên nếu bác nào có nhu cầu mua thân máy, các bác mà không lấy phụ kiện, các bác chỉ lấy thân máy thôi, thì em sẽ bóc máy ra là em sẽ gửi tặng các bác, giá chỉ có 300.000 thôi. Đấy, các bác mà mua thân máy thì sẽ là 300.000 nhá. Đây, cái thân máy thì nó sẽ như thế này. Thân máy thì nó chỉ có mỗi cái thân máy như này thôi. Nó không có hộp và không có pin, không có sạc, không có bất kỳ một cái phụ kiện gì đi theo. Giá em bán tặng các bác thân máy chỉ có 300.000 thôi. Đấy, còn bác làm mà lấy nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này thì sẽ là 599.000. Đấy, nguyên bộ như thế này mà giá rẻ quá các bác ơi, có 599.000 thôi. Và sẽ được hỗ trợ bao phí ship các bác nha. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái cho em, cùng kiểm tra hàng, test máy đầy đủ trước khi mình nhận hàng thanh toán tiền. Nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, cái đợt này do là trong kho nó còn số lượng ít, cho nên là em sẽ thanh lý giá sập sàn cho tất cả các bác nào mà mình may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Đấy, bác nào chốt mình nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn các bác nha. Nhớ gọi cho em là bu lông xám của Mazda hoặc là bu lông của Hitachi các bác nha. Đấy, giá ngày hôm nay thì nó quá rẻ quá hời. Cái này là vừa bán vừa cho các bác ạ. Chứ còn bình thường á, các bác mua ngoài thị trường một cái quả pin như thế này nó cũng tầm 300-350 rồi. Đấy, ngày hôm nay với mức giá rẻ như thế này mà các bác nào không chốt nữa thì thôi, tiếc cực kỳ là tiếc luôn. Cơ hội chỉ đến với các bác một lần duy nhất, không bao giờ có lần thứ hai. Cho nên là bác nào mình chốt mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Nhớ lên đơn cho em là bu lông màu xám các bác nha. Số lượng có hạn, các bác nhanh tay lên đơn là có nha. Hôm nay em dọn kho thì sẽ còn một ít cái pin châu 10 cell này này. Em sẽ thanh lý cho các bác pin và sạc luôn các bác nha.
Hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ luôn, giá rẻ sập sàn cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Đây là những cái quả pin châu pin 10 sale nhá. Và cái đợt này thì em dọn kho nó lẻ ra được một ít, thì cái số lượng thì nó cũng không có nhiều, nó có khoảng tầm độ hơn 100 quả nha các bác. Với những cái quả pin thiết kế là hàng chân pin thông dụng như thế này. Đấy, cái pin này là pin của Maza nha các bác. Pin của Maza. Và đặc biệt thì nó sẽ có nhiều những cái tên gọi khác nữa. Ví dụ như là pin này là pin của Maza này. Ngoài ra thì nó sẽ có pin của Hitachi này, hay là Daiwatt này, hay là pin Maita này, đấy, hay là pin T-Box này. Nó sẽ có rất là nhiều những cái tên gọi khác nhau. Và chung quy tóm lại thì nó sẽ đều là những cái quả pin châu 10 cell và chân pin thông dụng như này. Đấy, pin dung lượng của nó sẽ là pin 21V. Đấy, dòng pin chất lượng để phục vụ cho anh mình. Bình thường mỗi một cái quả pin này các bác mua với mức giá 250-300 nghìn một quả. Hôm nay thì em sẽ sale giảm giá, nó chỉ còn giá một nửa so với giá thị trường thôi các bác ạ. Đấy, hôm nay thì các bác sẽ mua được cái mẫu pin như thế này với mức giá cho em là chỉ có 170 ngàn thôi các bác nha. Và lên đơn cho em là pin châu 10 cell. Đấy, các bác gọi cho em là pin châu 10 cell hàng thanh lý giá 170 nghìn. Hàng thanh lý nhưng mà nó vẫn là hàng mới nha. Nó vẫn là hàng mới và có chế độ bảo hành cho bác đàng hoàng luôn. Đấy, chỉ có 170 ngàn thôi và số lượng thì nó không có nhiều đâu. Nên là bác nào mua thì mình hãy nhanh tay nha. Mình hãy nhanh tay liên hệ điện thoại trực tiếp bên em để mình có thể sở hữu được cái sản phẩm này. Và khi mà các bác có những cái quả pin châu như thế này rồi nha, các bác lên có thể lấy một cái sạc như thế này. Đây, hôm nay thì em có một ít cái sạc này này. Cái sạc này là sạc bàn luôn đấy các bác, sạc bàn nhá. Sạc này là sạc trên pin thông dụng. Các bác sẽ dùng sạc được cho cả pin 10 cell và 15 cell luôn. Hôm nay thì giá sẽ bán tặng các bác là 69 ngàn đồng. Rẻ ơi là rẻ luôn, rẻ nhất trong lịch sử điện máy từ trước đến nay. Đấy, các bác lên đơn gọi cho em là sạc bàn 10 cell nhá. Sạc bàn màu đen 10 cell. Đấy, với mức giá chỉ có 69 ngàn đồng thôi. Quá là rẻ luôn. Em gọi là sạc 10 cell nhưng mà các bác sẽ phải hình dung ra đây sẽ là một cái sạc đa năng mà các bác có thể dùng được cho cả pin 10 cell và 15 cell luôn. Đấy, hôm nay thì vì cái mức giá nó quá là rẻ luôn. Giá rẻ sập sàn, giá rẻ bất ngờ cho tất cả nhà mình. Anh em nào có nhu cầu thì mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp để mình có thể đặt hàng được những cái mã sản phẩm cao cấp như thế này và với mức giá siêu rẻ luôn anh em nha. Bác nào mà mình đang có nhu cầu muốn tìm mua những bộ máy khoan gia đình này, khoan bê tông, thì ngày hôm nay bên em có cái chương trình xả kho cho các bác thì có rất chi là nhiều những cái sự lựa chọn cho các bác nhà mình. Hôm nay thì các bác có thể lựa chọn những cái bộ máy khoan bê tông hay là máy khoan đầu kẹp 13 ly máy gia đình với những cái mức giá rất chi là hời để phục vụ cho tất cả các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì đặc biệt sẽ có một cái bộ máy khoan bê tông với mức giá siêu siêu hấp dẫn. Giá mức giá rẻ sập sàn và rẻ nhất từ trước đến nay, chưa bao giờ mà có cái mức giá nào rẻ như thế này các bác nha. Với những cái bộ máy khoan bê tông màu xanh như thế này các bác này. Đấy, với những cái con máy khoan bê tông màu xanh như này, với cái con khoan bê tông màu xanh này thì nó sẽ tương ứng với cái con máy khoan bê tông Boss 2-26 các bác nha. Tương ứng với cái con máy Boss 2-26 mà các bác thường là vẫn mua ở ngoài thị trường với những cái mức giá tầm 1 triệu cho đến 1,2 triệu. Đấy, thì cái đợt này do là bên công ty nào có cái chương trình sale cho các bác. Đấy, cái này thì cái tên của nó sẽ là Maza nhá. Tên của nó sẽ là Maza, dài điện trực tiếp 220V như thế này. Đấy, nó sẽ có của Boss này hoặc là của Boss, của Boss hoặc của Maza. Đấy, thường thì là em sẽ gửi các bác là cái loại Maza như thế này. Nó là hàng chính hãng của Maza đây. Đấy, hàng Maza nhé. Còn nếu mà bác nào mà có nhu cầu muốn sử dụng Boss thì các bác báo em, nó cũng có Boss. Đấy, nhưng mà Boss thì cái đợt này nó chỉ còn có 1-2-3 bộ thôi, còn đa số nó là Maza. Đấy, tức là nó sẽ giống nhau, nó sẽ y chang như nhau, nó vẫn là cùng một loại máy, nó chỉ khác tên thôi. Đấy, thì các bác mà chốt cái mã này thì các bác gọi cho em là máy khoan bê tông màu xanh của Maza. Cái đợt này em sẽ gửi các bác là nó có cả hộp đựng máy luôn, có cả hộp đựng máy luôn cho các bác nha. Đấy, tức là cái này, cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ không có theo mũi khoan, mũi đục. Tức là một bộ thì các bác sẽ có một máy này và một tay cầm phụ như thế này. Có cái hộp đựng máy đầy đủ như thế này các bác ơi. Nó sẽ là hàng dây đồng và với một cái con máy khoan 3 chức năng. Một con máy khoan bê tông 3 chức năng to chà bá như thế này. Nhưng mà khẳng định ngày hôm nay các bác mua nó còn được cái mức giá nó rẻ hơn cả một con máy khoan tay khi mà các bác mua ngoài thị trường. Đây sẽ là một con máy khoan 3 chức năng và có đảo chiều nhá. Đầu mũi khoan 2-26 đấy. Đấy. Và cái sản phẩm này hôm nay thì các bác mua với cái mức giá nó chỉ có 580.000 đồng thôi. Quá là rẻ luôn các bác. 580.000 đồng để có thể sở hữu được một con máy khoan bê tông to chạp bá như thế này. Số lượng thì nó không có nhiều đâu. Cho nên là bác nào mình chốt cái mã này thì mình nhanh tay giúp em. Đấy, vì là cái đợt em ôm lô nó có khoảng tầm độ 50 bộ nhá.
có khoảng tầm độ 50 bộ và sẽ chốt được cho 50 bác khách hàng là mình nhanh tay nhất. Thì các bác sẽ sở hữu được một cái con máy khoan bê tông, nói chung là đáp ứng cho các bác nhà mình đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ và rẻ nhất. Đấy, các bác lên đơn nhớ gọi cho em là máy khoan bê tông màu xanh loại có hộp. Đấy, giá cho em là 580.000 đồng và sẽ được hỗ trợ bao ship các bác nha. Tiếp theo, nếu mà các bác muốn mua những cái mã sản phẩm đây, đấy, lên bên này thì lên cho em những cái con máy khoan bê tông màu đỏ của Marula. Đây, khoan bê tông của Marula hàng chính hãng như này cho em. Và các bác nhìn cho em này, cái bộ sản phẩm này nha, thì nó sẽ có máy này, có tay cầm. Cái mã này thì nó không có mũi khoan, mũi đục đi theo các bác ạ. Hàng này là hàng của Marula. Đấy, hàng của Marula này cho em. Đấy, em sẽ quay cho các bác chi tiết về cái thông số kỹ thuật của con máy này. Đây, các bác nhìn cho em này, máy Marula thiết kế là hàng công suất cực đại 1020W nha. Đấy, cái vòng tua ở đây này, 1050 vòng trên 1 phút. Và với cái sản phẩm này thì các bác sẽ sử dụng xài điện trực tiếp 220V. Một bộ sản phẩm này thì các bác sẽ có máy này, có tay cầm, có hộp đựng máy. Và cái này thì nó có một đôi chổi than dự phòng đi theo cho các bác đấy. Nhưng mà cái đôi chổi than này thì đa số là em gửi tới lời, đa số nó sẽ bị vỡ hết các bạn. Đấy, nó bị vỡ, để cái này nó đã vỡ rồi này, vận chuyển từ nhà máy về đây nó đã vỡ rồi. Cho nên cái này nếu mà đến đâu mà các bác làm mà vẫn còn nguyên vẹn thì mình có thể xài được nhá. Còn nếu không thì các bác thông cảm giúp cho em. Để em nhập như nào là em sẽ gửi tới tay các bác là như vậy. Bởi vì là cái đợt này thì các bác mua được cái giá nó quá là hời rồi. Với cái bộ máy khoan bê tông của Marula như thế này, thì hôm nay thì em sẽ sale cho bác với mức giá là 750.000 nhá, 750.000 một bộ. Lên đơn cho em là khoan bê tông của Marula. Đấy, cái máy màu đỏ này, màu đỏ rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Màu đỏ nó thể hiện sự may mắn. Đấy, bác nào mà muốn chọn màu phong thủy thì hôm nay các bác sẽ có rất là nhiều màu để cho mình có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu và sở thích. Đấy, cái này thì các bác lên đơn gọi cho em là máy khoan bê tông của Marula, giá cho em là 750k nhá. Và tiếp theo thì là lên tiếp cho em này, sẽ là một bộ máy khoan của Hukan mã K90. Đây, cái bộ này thì sẽ theo cho anh em mình sẽ đầy đủ phụ kiện luôn anh em ạ. Cái bộ sản phẩm này thì sẽ có bao gồm một máy này, một tay cầm, một hộp đựng. Và cái này thì thường là các bác sẽ có phiếu bảo hành chính hãng của công ty, máy của Hukan. Đấy, trong này có một hộp đựng mũi nhá, có một cái thước đo ly như này. Để em sẽ mở cái hộp đựng mũi này cho các bác coi. Với cái con máy khoan bê tông của Hukan mã K90 này, các bác sẽ được tặng kèm thêm là nó sẽ có 2 mũi đục và 3 mũi khoan như thế này. Đấy, tức là nó sẽ đủ bộ cho các bác nhà mình luôn. Máy thì nó vẫn là dòng máy 3 chức năng và có đảo chiều đầu mũi khoan 2-26 nhá, mũi đầu gà như thế này. Con này có công suất cực đại là 1020W luôn đây các bạn. Đây, để em quay chi tiết cho các bác cái thông số kỹ thuật của máy nhá. Đây, các bác có thể làm rõ cho em này. Cái thông số kỹ thuật của cái con máy Hukan mã K90. Đấy. Thì với cái bộ sản phẩm này các bác nhìn xem là cái dây điện dẫn của nó rất chi là dài. Đấy, dây điện dẫn của nó rất chi là dài nha. Đấy, nguyên bộ sản phẩm nó sẽ đầy đủ như thế này cho em. Cái này thì các bác luôn gọi cho em là khoan bê tông Hukan mã K90. Hôm nay thì em sẽ giảm giá cái mã này, giảm giá kịch sàn và sẽ tri ân bán tặng cho các bác cái mã này với mức giá là 850.000 nhá. Mức giá rẻ nhất từ trước đến nay, không đâu rẻ bằng các bạn. Đấy, thì hôm nay các bác sẽ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn và nhiều phân khúc cho các bác, từ những cái dòng máy khoan bê tông này cho đến những cái dòng máy khoan tay như này cũng có rất chi là nhiều. Đấy, các bác có thể lựa chọn cho em cái con máy khoan đầu kẹp 13 ly như thế này. Cái mã này nhá, đây mã này các bác nhớ gọi cho em là khoan bê tông Hukan mã K90, hôm nay với mức giá là 850.000. Đấy, riêng cái sản phẩm này thì các bác mua được cái giá rất là rẻ và nó sẽ theo phụ kiện đầy đủ mũi khoan mũi đục cho mình rồi. Máy thì sẽ là máy 3 chức năng và hàng logo dập lủi của Hukan. Đấy, máy quá là ngon và chất lượng, và hôm nay thì mua được cái mức giá quá là hời. Các bác là chốt thì mình nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn nhá. Còn cái con máy khoan 13 ly của Kuta này này, khoan phụ kiện khoan gia đình như này cho em. Với cái bộ máy khoan này thì các bác nhìn cho em này, nó sẽ có rất là nhiều đồ cho các bác. Đầu tiên sẽ là một máy. Đấy, một máy này, một tay cầm phụ này. Đi theo thì phụ kiện của nó rất chi là nhiều. Với cái con máy này thì các bác sẽ theo là một chiếc búa này. Đấy, có cả kìm đây này, mỏ lết này. Đây nha các bác, có thêm một cái mỏ lết như này cho các bác này. Một cái kìm này. Tiếp theo sẽ là một cuộn băng dính cách điện đây. Một cuộn băng dính cách điện. Một cái dây khẩu như này luôn này. Trên này thì sẽ là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy này, bút điện này, tô vít hai cạnh bốn cạnh, mũi khoan một vít như này.
Đấy, các bác nhìn thấy là một bộ máy khoan gia đình nó sẽ có đầy đủ những cái chi tiết phụ kiện như thế này để cho các bác nhà mình sẽ sử dụng làm được mọi việc trong nhà. Đấy, thì với cái con máy này thì nói chung là nó rất chi là đa năng. Máy nó sẽ là đầu kẹp 13 ly như thế này và có chức năng búa để hỗ trợ khoan đường nhá. Đấy, đầu kẹp 13 ly, đầu mang danh sắt có khóa mở. Máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn, hàng chính hãng của Kutan cho em. Và các bác nhìn cái thông số kỹ thuật của máy này. Đây, công suất là 680W các bác ạ. Đó, xài điện trực tiếp 220V. Đấy, cái con này nó là hàng nội địa nhá. Đấy, các bác chốt thì gọi cho em là máy khoan 13 ly, khoan điện 13 ly của Kutan. Loại có nhiều phụ kiện. Đấy, nó có quá trời là phụ kiện như thế này này. Mà ngày hôm nay thì chỉ với mức giá có 450.000 đồng thôi các bác ơi. 450.000 đồng thôi. Mức giá rẻ nhất từ trước đến nay. Mức giá rẻ rẻ không tưởng tượng ra được các bạn. Đấy, các bác lên đơn cho em là máy khoan điện 13 ly của Kutan với mức giá là 450k. Đấy, mức giá rất chi là hời các bác nha. Giá rất chi là hời và sẽ được hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nhà cho em. Và nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, bác là chốt mình nhanh tay bởi vì là cái mã sản phẩm này thì hôm nay em còn số lượng rất là ít nha. Còn số lượng rất là ít nên là bác là chốt thì mình nhanh tay đặt hàng sớm khi số lượng hàng vẫn chưa hết các bác nha. Hôm nay thì em sẽ lên tiếp cho anh em nhà mình một cái mã sản phẩm siêu hời luôn anh em ơi. Đây là những cái bộ máy khoan gia đình nha, phụ kiện bao nhiêu bao xài cho anh em mình luôn. Đây, hôm nay về một cái số lượng cực lớn nhá, số lượng cực lớn và cái mức giá rẻ sấp sàn cho anh em mình. Đây, nguyên bộ sản phẩm này nhá, anh em nhìn cho em này, trước mắt anh em sẽ là một con máy khoan đầu kẹp 13 ly nha. Máy khoan đầu kẹp 13 ly hàng của Kutan, hàng chính hãng như thế này. Đấy, thiết kế sẽ là đầu 13 ly này. Đầu mang danh sắt có khóa mở và có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường như thế này. Đây, và cái mẫu máy này thì sẽ có công suất cực đại lên tới là 680W nha. Xài điện trực tiếp 220V, hàng nội địa chung anh em ơi. Với mức giá siêu rẻ, siêu hời cho anh em mình một bộ sản phẩm này nha. Một bộ sản phẩm này bao gồm có một máy này, một tay cầm này và kèm theo những cái phụ kiện chi tiết đầy đủ như thế này cho anh em mình luôn. Đầu tiên là sẽ có cả búa đóng đinh này, đây, kìm này, mỏ lết này, những cái đầu khẩu như thế này nha. Và có cả vật băng dính cách điện cho anh em này, có cả một cái thước dây như thế này này, có dao dọc giấy này, tô vít này, bút điện này, mũi khoan, mũi vít này. Đó, hàng công ty, hàng chính hãng của Kutan anh em ạ. Một cái mã sản phẩm này anh em mà mình mua về xài gia đình thì ok, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Nó sẽ trang bị cho anh em mình đầy đủ tất cả những cái chi tiết và phụ kiện như thế này anh em nha. Và đặc biệt sẽ có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Đấy, đầu mang danh 13 ly nha. Anh em sẽ lắp được đến mũi khoan 13 ly đổ lại. Và hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ cho tất cả anh em mình. Đó, với mức giá 450.000 đồng thôi anh em ơi. Lên đơn cho em là máy khoan điện 13 ly màu xanh của Kutan với mức giá 450.000 đồng. Mức giá rẻ nhất từ trước đến nay, chưa bao giờ mà rẻ như thế này đâu anh em ơi. Số lượng thì nói chung là gọi là về số lượng nhiều nhưng mà em đảm bảo anh em mình hàng sẽ cực kỳ là nhanh cháy hàng. Cho nên là anh em mà đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này, mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Liên hệ trực tiếp hai đầu số điện thoại bên em để sẵn trên màn hình thì anh em mình có thể có cơ hội để sở hữu được một cái mã máy khoan gia đình với mức giá hàng ngon, bổ và rẻ nhất nha. Hôm nay thì em lại share cho anh em mình cái mã mỏ hàn mà đã được rất là nhiều anh em quan tâm. Đây là cái mỏ hàn sung nha. Cái này anh em mà chốt thì gọi cho em là mỏ đỏ nhá. Với mức giá chỉ có 170.000 đồng thôi anh em ạ. Và cái mã sản phẩm này thì anh em mình sẽ được hỗ trợ bao ship luôn. Mỏ này thì sẽ là mỏ đồng nha anh em nhá. Hàng mỏ đồng 100% luôn. Và anh em mình sẽ mua về để mình hàn chì, hàn thiếc. Cái này chưa theo chì hàn nhựa thông đâu. Và với cái mỏ hàn này thì nhân viên kỹ thuật nhà em đã dùng đến cả bao nhiêu năm nay rồi. Đến cả hơn chục năm rồi các bác ạ. Mà nó vẫn xài rất chi là tốt. Cái này thì nó sẽ có một cái độ bền cao này và đặc biệt hôm nay thì em mình mua được cái giá rẻ, giá hời nha. Cái này thì chưa theo chì hàn với nhựa thông này. Nếu mà trong trường hợp mà anh em nào mình chưa có chì hàn nhựa thông thì có thể liên hệ bên em để mình mua thêm cả chì hàn, nhựa thông đấy cũng có. Đấy, còn mỏ hàn thì chưa theo chì hàn nhựa thông đâu mà giá rẻ lắm, chỉ có 170.000 đồng thôi. Đấy, anh em mà chốt thì gọi cho em là mỏ đỏ nha. Cái mỏ hàn này nó sẽ có công suất là 100W và xài điện trực tiếp 220V. Lên đơn nhớ gọi cho em là mỏ đỏ với mức giá 170k và sẽ được hỗ trợ bao ship tận nhà anh em mình. Nhận hàng anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha.
kiểm tra ưng ý với nhận, mới không ưng ý thì cứ hoàn hàng về cho em đi. Và với cái sản phẩm này thì em cam kết khẳng định, tự tin là khẳng định cho anh em mình là anh em nào mà đã nhận rồi, mà đã dùng rồi thì sẽ đều tin tưởng sử dụng và sẽ phản hồi cái chất lượng của nó cực kỳ là ok anh em nhá. Bên em có nhiều các mã mỏ hàn thiếc mà chưa theo chì hàn và nhựa thông ý. Nếu mà anh em nào mình có nhu cầu mua thêm chì nhá, thì tham khảo cho em, đây là những cái quận chì tăm nhá. Cái quận chì tăm này, mỗi một quận này là quận nhỏ ạ. Đấy, sợi của nó sẽ nhỏ như sợi tăm các bác ạ. Một quận này thì sẽ được 100g nhưng mà nó sẽ hơi mát một chút. Nếu như mà 10 quận các bác cân lên thì nó sẽ rơi là vào tầm 9 nặng, hơn 9 nặng một chút xíu nhá. Đấy, thì các bác lên đơn cho em là quận thiếc nhỏ đấy, giá chỉ có 35 một quận thôi. Bên em sẽ cung cấp cho các bác đủ thiếc này và nhựa thông cũng có. Đấy, nhựa thông thì sẽ là mình một lạng. Anh em mà có nhu cầu mua chì hàn và nhựa thông thì hãy thông báo trực tiếp cho nhân viên chốt đơn để nhà em sẽ lên đơn và gửi hàng cho các bác. Đấy, nhiều những cái mã máy hàn thì nó đã theo chì hàn nhựa thông rồi, nhưng có một số mã chưa theo chì hàn nhựa thông. Trong trường hợp anh em ở nhà chưa có chì hàn nhựa thông thì hãy mua những cái quận chì như này. Chì này sẽ là chì tăm nhá, để phục vụ cho anh em làm điện tử này, hàn mạch huyết các thứ rất là ok luôn. Ngoài ra thì chì bún em cũng có. Chì bún thì nó sẽ là cái chì sợi to thì nó sẽ tính theo kg. Đấy, cái giá của chì bún thì nó sẽ cao tiền hơn chì tăm. Tuy nhiên là các bác cứ lấy những cái quận chì tăm như thế này này, xài ok lắm các bác ạ. Và hôm nay giá rẻ đấy, có 35.000 một quận chì thôi nhá. Đấy, còn bác làm mà mình muốn mua những cái quận chì lẻ như này là cũng được nha. Các bác cứ liên hệ trực tiếp để nhà em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác nha. Hôm nay thì bên em có một số các mã sản phẩm hàng mới về kho. Tuy rằng hàng mới về kho nhưng mà bên em sẽ có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho tất cả những bác nào may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Và hôm nay với mấy cái mã mới về kho này thì em sẽ chi tiết tới các bác lần lượt từng mã nha. Khi mà các bác đặt mua sản phẩm thì các bác hãy liên hệ alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em. Các bác đặt hàng thì đọc đúng tên mã sản phẩm như em nói ở trên video để nhân viên thì em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Do là hàng mới về kho nên là em chưa cập nhật giá được mấy cái mã mới này, thì các bác có thể là mình ưng cái mã nào mình lên đơn mình gọi điện thoại trực tiếp để nhân viên nhà em. Một lát nữa khi mà em kết thúc video thì em sẽ cân đối để gửi tới các bác, cam kết sẽ là một cái mức giá rẻ nhất thị trường để em gửi tới các bác, giá vừa bán vừa cho vừa tặng các bác nha. Đầu tiên thì em sẽ lên cho bác cái mã này, đây sẽ là cái thân máy mài pin của Hukan các bác nha. Đấy, với cái thân máy mài pin này thì nó chưa có kèm theo pin sạc các bác ạ. Đấy, một bộ thì nó sẽ có như này nhá, đây có một thân máy này và theo là tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi như này các bác nhá. Đấy, tức là theo phụ kiện tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi. Đây cái mẫu máy đây, máy thì rất chi là đẹp luôn, hàng thương hiệu chính hãng của Hukan, logo dập lỗ như thế này này. Máy này thì sẽ là cái dòng máy một tấc các bác ạ. Đấy, hàng chơi bi thông dụng cho em nhá. Cái bi này sẽ là hàng chơi bi thông dụng và sử dụng công tắc bóp này. Đấy, công tắc bóp. Đây, chơi bi thông dụng ở đây. Em sẽ thử cho các bác nha. Cái thân máy này em có lắp vào quả pin 15 xe của Dorama rồi đây. Em sẽ bật máy thử cho các bác tham khảo này. Đây, máy xài thì cực kỳ là êm luôn đấy. Với cái mã này thì sẽ bao cho tất cả các bác thợ làm công trình nhá. Máy thì nó sẽ có thiết kế là điều chỉnh tốc độ ở đây này các bác này. Đây, các bác sẽ điều chỉnh được 3 tốc nha. Đây, để em bấm thử này. Đây là tốc 2 này. Vừa rồi em vừa để tốc 1 đấy, đây là tốc 3. Đấy, các bác sẽ điều chỉnh được 3 tốc độ nha. Đây em thử lại này, tốc này là tốc 3, là tốc mạnh nhất đây này. Đấy, máy đang chạy tốc 3 này, em cho về tốc 2 này. Đó, tốc 2 thì nó sẽ yếu dần đi này. Đây tốc 1 này, tốc 1 là yếu nhất. Đấy, các bác muốn khỏe nhất thì là các bác lên tốc 3. Sẽ điều chỉnh được 3 tốc độ nhanh chậm luôn. Đấy, cái này các bác chốt đơn thì gọi cho em là thân máy mài pin của Hukan, loại hộp giấy các bác nha. Hiện tại là em có hai mẫu thân mài của Hukan rồi đã. Có một cái mẫu hộp nhựa nữa. Cái mẫu hộp nhựa thì nó sẽ cao tiền hơn một chút. Đấy, cái mẫu này là mẫu hộp giấy thì cái mức giá của nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, cái này các bác gọi cho em là thân máy mài pin của Hukan, loại hộp giấy các bác nha. Nhớ gọi cho em là loại hộp giấy. Đấy, và bây giờ sẽ lên tiếp cho em ở bên này sẽ là những cái thân máy chuyên vít. Đấy, bên này sẽ là những cái thân máy chuyên vít pin của Hukan. Các bác nhìn cho em này, cái thiết kế máy thì nó rất chi là nhỏ gọn luôn các bác nha. Và nó sẽ là hàng chân pin thông dụng cho các bác này. Đây, máy siêu mini luôn đấy ạ. Hàng Hukan chính hãng, logo dập lỗ như thế này. Đấy, em quên vừa nãy em chưa quay cho các bác cái thông số của cái thân mài này. Đây, các bác nhìn xem cái thông số kỹ thuật của cái thân mài pin Hukan đây. Đấy, máy một tốc đấy. Về các bác sẽ lắp lưới cắt lưới mài phi 100 là mình xài. Đấy, các bác nhớ lưu lại cái thông số này cho em nhé. Đấy, các bác nhìn tham khảo cái thông số của máy như thế này. Và em sẽ quay tiếp là cái chi tiết thông số kỹ thuật của cái thân máy chuyên vít luôn. Đây, thân máy chuyên vít thì cái thông số kỹ thuật nó sẽ là như thế này.
Đấy, em sẽ quay thật sát và thật chi tiết để cho các bác thì mình có thể nắm rõ được chi tiết cái sản phẩm này nhá. Đấy, thân máy chuyên vít của Hukan thì siêu nhỏ gọn luôn. Đấy, cái thân máy chuyên vít này thì nó sẽ có mã số các bác. Đây, các bác gọi cho em mã số nhé, gọi theo mã số đi. Vì là hiện tại là Hukan có rất là nhiều các mã thân chuyên vít, nhưng mà cái mẫu thân này sẽ là cái model mới nhất hiện nay. Đấy, các bác gọi cho em là thân chuyên vít mã 173 của Hukan. Đấy, gọi cho em mã này, đây này. Cái model của nó thì rất chi là dài như này, các bác gọi tắt cho em là 173 nhá. Đây là có số 173 đây. Các bác gọi cho em là thân chuyên vít của Hukan mã 173. Đấy, cái thân máy này chưa theo pin nhá. Đây em sẽ thử cho bác pin để cho các bác có thể tham khảo này. Các bác về lắp vào những cái quả pin chân pin như này. Đấy, bác nào chưa có pin thì có thể liên hệ bên em để mình mua thêm pin nhá. Đấy, các bác mua những cái quả pin 10 cell hoặc 15 cell, cứ chân pin thông dụng là các bác sẽ xài. Đây em sẽ thử máy cho các bác xem này. Đấy, con này thì phải nói là nó cực mạnh luôn. Cái đèn nét của nó này các bác này, sáng xung quanh cái vòng tròn này luôn này. Đấy, cực sáng luôn nhá. Đấy, cái mã này thì sẽ bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình luôn. Đây, các bác mà chốt cái mã này thì nhớ gọi cho em là thân máy chuyên vít của Hukan mã 173. Đấy, và tiếp theo thì qua bên này em sẽ lên cho các bác là một cái con máy mài hàng chuôi dài, hàng chính hãng của Marula các bác nha. Đấy, hàng của Marula. Con máy này thì thiết kế là hàng chuôi dài và sẽ có điều chỉnh là 6 tốc độ nhanh chậm, máy màu đỏ cực đẹp luôn cho em. Đây các bác nhìn cho em nguyên một bộ này, nó sẽ có nguyên hộp như này nhá. Đấy, một bộ các bác nhận về thì sẽ có một máy này, tay cầm tay mở này, ốp bảo vệ lưỡi như thế này. Đấy, nó có theo một cái tay cầm này các bác nhá, theo một cái tay cầm. Một tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi như này. Em quay cho các bác cái thông số kỹ thuật của máy này. Đây, các bác nhìn cho em cái chi tiết thông số kỹ thuật của máy. Con này hà công suất cực đại đấy ạ, lên tới là 930W nha. Thiết kế máy hàng chuôi dài như thế này, công tắc bóp rất chi là dễ sử dụng, hàng dây đồng và cái đầu máy của nó sẽ là hợp kim nhôm hết này các bác này. Đấy, máy chuôi dài chổi than ở bên ngoài như này nhá. Và điều chỉnh này, 6 tốc độ nhanh chậm ở trên lưng máy như này cho em. Đây, các bác có thể điều chỉnh được 6 tốc độ nhanh chậm ở trên lưng máy nhá. Đấy, máy cực đẹp luôn, bao xài cho tất cả anh em thợ chuyên nghiệp. Bác nào chốt cái mã máy đỏ này, các bác gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Marula. Đấy, mẫu máy cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Máy bao đẹp luôn, bao đẹp, bao bền và bao rẻ cho tất cả các bác nhá. Và lên tiếp ở bên này thì sẽ là một cái mã máy mài hàng chính hãng của Hukan. Đấy, con mài Marula này nó sẽ xài điện trực tiếp 220V. Và mài của Hukan bên này cũng là mài điện 220V luôn. Con máy này thì nó sẽ thiết kế hàng công tắc cạnh nha các bác. Đấy, hàng công tắc cạnh. Đây là cái model này. Đây các bác nhìn cho em cái model máy nhá. Đây model này, HK5G AG5030RP. Đấy, cái này là cái model, model của cái con máy này. Nhưng mà khi các bác đặt hàng thì các bác cứ gọi tắt cho em là máy mài điện của Hukan, loại công tắc ở trên sườn. Đấy, loại công tắc cạnh nhá. Gọi cho em là loại công tắc cạnh trên cạnh máy. Đấy, gọi cho em là loại máy mài Hukan công tắc cạnh, nhớ gọi cho em là máy mài điện Hukan công tắc cạnh. Đấy, một bộ các bác nhận về sẽ có một máy này, tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi như này cho em. Đấy, nguyên bộ nó sẽ là như này các bác nha. Nhìn cái mẫu máy là bao đẹp cho các bác luôn rồi. Con máy này thì các bác nhìn cho em là thiết kế nó rất là nhỏ gọn như này, hàng công tắc chuột như này thì rất chi là bền bỉ rồi. Đấy, cái thông số kỹ thuật của máy đây, máy này sẽ là máy một tấc nha các bác, công suất của nó là 900W này. Đấy, trọng lượng 2kg, máy bao lặng nha, cực kỳ là nhỏ gọn luôn, dễ làm. Đấy, các bác cầm gọn nỏ trong lòng bàn tay như thế này. Đấy, các bác chốt cái mã này thì nhớ gọi cho em là máy mài điện của Hukan loại công tắc cạnh. Đấy, hôm nay thì khẳng định với mức giá hợp lý nhất, sale với mức giá rẻ nhất Việt Nam cho các bác. Các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp nhà em. Đấy, các bác ưng cái mã nào thì mình cứ lên đơn đi. Ngoài như cái mã này ra thì nó sẽ còn có rất là nhiều các mã sản phẩm hay ngày hôm nay. Các bác tiếp tục theo dõi video để có thể là tham khảo nha. Đấy, các bác mà ưng mã nào thì mình cứ liên hệ điện thoại trực tiếp cho bên em. Và nhớ bấm ủng hộ em một nút đăng ký kênh các bác nha. Bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để khi nào em lên video clip các bác sẽ nhận được thông báo sớm nha.